Hi, chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người đang làm gì đấy? Đã ăn tối chưa? Còn riêng Mỹ Linh cùng các anh chị đến từ Couple Tech thì chưa hề ăn tối. Tại vì là các anh chị đã đến đây từ rất sớm và để chuẩn bị cho livestream kỷ niệm 10 năm ra mắt của Couple Tech và săn ngay iPhone SE Max mọi người nhá. Với những bạn khách hàng nào đã và đang theo dõi livestream này trong suốt quãng thời gian từ ngày 24 đến ngày hôm nay thì hẳn là các bạn đã quá quen thuộc với những mini game cũng như là các vòng quay may mắn của Couple Tech rồi phải không nào? Hẳn là các bạn rất là ngạc nhiên là ô tại sao hôm nay mà mọi người lại bày biện rất là khác với cả những livestream cũ đúng không nào? Tại vì hôm nay sẽ có một sản phẩm vô cùng đặc biệt Mỹ Linh giới thiệu với mọi người. Nhưng mà để lát nữa mình sẽ nói cái phần đó sau nhé. Còn bây giờ thì Mỹ Linh sẽ chia sẻ một chút về cái giải thưởng lớn nhất của chúng ta ngày hôm nay cũng như là cách mà mình có thể tham gia vòng quay may mắn. Và đặc biệt là có một số bạn khán giả lúc nãy có tác ở đây có hỏi là ôi đây là chương trình gì thế mình không biết, thì Mỹ Linh cũng sẽ phổ biến lại cho các bạn để mọi người có thể nắm rõ luật chơi cũng như là có cơ hội giành chiến thắng. Thứ nhất đó là làm thế nào mà chúng ta có thể nhận được một trong số những món quà này mọi người nhá. Thứ nhất là mình hãy mua hàng tại Couple Tech, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng thì mình sẽ nhận được một mã dự thưởng, sau đó sẽ cùng Mỹ Linh quay số ở trên cái bảng bên tay phải này. Và khi chúng ta mua đơn hàng 600 sẽ nhận được 2 mã, 900 nhận được 3 mã và mua càng nhiều thì nhận được càng nhiều mã. Và cái cơ hội mình có thể nhận được một trong số những sản phẩm này càng lớn hơn. Giống như là chị Trịnh Thị Ngân Hà trong ngày 27 vừa rồi đã nhận được chiếc Samsung Galaxy. Là bởi vì sao ạ? Chị là một khách hàng VIP 3, đã luôn luôn là theo dõi, đồng hành cùng Couple Tech và mua rất là nhiều hàng tại Couple Tech rồi. Cho nên là khi mà nhận được giải thưởng, chị vừa vui và chị vừa nghĩ là đây là tình cảm Couple Tech dành cho mình thôi vì mình đã mua rất nhiều tại Couple Tech rồi. Vậy còn ngày hôm nay mọi người ơi, ngày 30 tháng 5 chính là ngày chúng ta sẽ tìm ra được khách hàng may mắn nhất và giành được chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e mọi người ơi. Anh zoom máy cho các bạn xem rõ hơn nhá. Đây. Đây sẽ là món quà mà mình sẽ trao trong đến cuối livestream. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Các bạn hãy vừa like vừa share tag bạn bè mình vào để mọi người có thể cùng tham gia, cùng chơi. Và nếu như mà các bạn có thắc mắc gì về luật chơi trong lúc mà livestream đang chạy thì cứ hỏi, cứ comment hỏi, Mỹ Linh sẽ trả lời. Hoặc là có thắc mắc gì về giá thì cứ comment hỏi ở dưới, thì các anh chị đến từ Couple Tech sẽ vào đó và tư vấn kỹ cho các bạn hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những sản phẩm mà khách hàng may mắn mua hàng tại Couple Tech rồi, có mã rồi, hoàn toàn có thể nhận được trong ngày hôm nay. Mọi người ơi, mọi người tập trung vào đây nhá. Đây là những sản phẩm mới nhất mà Couple Tech đã bắt tay đồng sáng tạo cùng các bạn họa sĩ và thiết kế đến từ những cái luôn các bạn họa sĩ thiết kế mà luôn luôn là vẽ tranh này, in ấn này, những trên những cái chất liệu dân gian, và đặc biệt là những cái họa tiết in ấn đó, những cái họa tiết mà thường là chúng ta thường thấy ở trên những cái tờ giấy gió này hay bức chướng thêu, nó mang một cái màu sắc rất là cổ điển. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta đã nhìn thấy sự khác biệt không? Những cái họa tiết mà mọi người nhận ra gì không ạ? Đây là hình con rồng. Đó, những họa tiết này, đây là con lân. Mọi người thấy không? Những cái hình ảnh mà chúng ta tưởng chừng như rất là cổ kính và mang đậm một cái màu sắc Á Đông thì ngày hôm nay lại được in ấn trên một cái chất liệu là áo thun, một cái sản phẩm mà mọi người thấy rằng là rất là năng động, rất là trẻ trung, và thường chỉ có những người trẻ mới mặc áo thun phải không nào? Đó, thế nhưng mà hôm nay thì những cái hình tượng mà mang đậm văn hóa Á Đông này được in lên đây, đó là một sự đột phá mà Couple Tech muốn mang đến nhân dịp kỷ niệm 10 năm có mặt trên thị trường thời trang Việt Nam. Và sản phẩm này có tên là Tia. Nếu bạn nào mà còn thắc mắc mà kỹ hơn là tại sao mà lại mang tên là Tia thì lát nữa Mỹ Linh sẽ giải thích. Còn ngoài ra thì mọi người có thể tìm đến trang web của Couple Tech này. Đây, anh ơi anh zoom vào đây nhá. Mọi người ơi, đây là những cái sản phẩm chưa hề có mặt trên thị trường nhưng chúng ta lại có thể nhìn thấy chúng trên tay Mỹ Linh đây, hoặc là trên trang web của Couple Tech. Mọi người ơi, chưa hề có mặt trên thị trường đâu nhá. Đây mọi người này, khi mà mình vào trang web coupletech.com, sau đó mình ấn vào cái phần thi hạt đây. Đây, mình ấn vào thi hạt thì sẽ hiển thị lên. Đó. Và ở đây thì chúng ta hướng vào ba phần chính. Thứ nhất đó là nói về tứ linh, long, lân, quy phụ. Và thứ hai chúng ta sẽ nói về những địa danh mang đậm dấu ấn văn hóa của đất nước Việt Nam. Như ở đây chúng ta có thể thấy đầu tiên là hai thành phố lớn ở hai địa đầu của Tổ quốc, đó là Sài Gòn và Hà Nội. Và phần tiếp theo là ẩm thực. Cái phần này thì nói ra sợ các bạn sẽ đói bụng mất, cho nên là Mỹ Linh chưa nói đâu nhá. Bây giờ mình cứ nói đến trước, đến cái bộ tứ linh mà ngày hôm nay khách hàng nào may mắn đã mua hàng thì Couple Tech rồi đều có cơ hội nhận được đã nhá. Đấy mọi người ơi.
Đó, rất là sắc nét, rất là rõ ràng. Nếu bạn nào mà muốn nhìn rõ hơn cái họa tiết của áo này thì hoàn toàn có thể truy cập vào trang web của Coupletech để xem nhé. Như hình tượng con rồng này mọi người thấy không? Mọi người có nhớ rằng là trong những cái phim cổ ngày xưa của Việt Nam này, hay là những cái phim cổ trang của Trung Quốc này, đó thì là mình luôn luôn thấy là những người như là vua này đặt mặc những cái áo long bào, tại vì là hình ảnh con rồng luôn luôn được thể hiện là sự quyền lực, quyền uy. Thế nhưng mà con rồng của chúng ta lại con rồng màu xanh rất là mát mắt và dịu dàng, nó không phải bị là quá là hùng mạnh, mọi người thấy không? Cho nên là cái mẫu áo này Mỹ Linh nghĩ là bạn nam hay bạn nữ mặc đều rất là xinh. Còn cái mẫu thứ hai nhá, đây là con lân. Đó, ở trong tứ linh thì con lân là một loài thú mà có cái gương mặt mà gọi là hung dữ nhất trong bốn con vật này. Thế nhưng mà con lân lại được xem là con vật có cái tâm tính là hiền từ nhất, và luôn là có cái đức tính là bảo vệ này, cũng như là mang lại sự may mắn linh thiêng. Như các bạn nào mà hay xem những cái chương trình mà khai trương khai mạc đều thấy là có màn múa lân trước chương trình đúng không nào? Đó là bởi vì múa lân cũng như là mang lại một sự may mắn, sung túc. Và Mỹ Linh nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta đến một cái lễ hội nào đấy mà chúng ta mặc cái chiếc áo này màu đỏ này rất là nổi bật này, đi du lịch cũng rất là nổi bật này, và đặc biệt hơn nữa là khi mà chúng ta đến thăm nhà ở một cái ngôi nhà mới này, chúng ta hoàn toàn có thể mua chiếc áo này tặng cho gia chủ để mang lại sự may mắn. Và cái sản phẩm thứ ba, hình ảnh thứ ba là hình ảnh, đây mọi người nhìn rõ không nào, quy hay còn gọi là con rùa. Đó mọi người thấy không, con rùa thì luôn luôn có cái hình dạng nằm như thế này là cảm giác rất là an toàn. Và mọi người có biết con rùa có một đặc điểm gì không nào? Mỹ Linh nghĩ rằng có nhiều bạn biết lắm, nhưng mà có nhiều bạn chưa biết thì Mỹ Linh sẽ trả lời. Đó là con rùa có thể không ăn trong một thời gian rất là dài. Cho nên là hình ảnh con rùa này trong văn hóa dân gian Việt Nam thể hiện là một linh vật mà trường tồn, bền vững và rất là mạnh mẽ và kiên trì nhẫn nại. Mỹ Linh cảm thấy là cái màu xanh này thì rất là hợp với cả những bạn nam. Mỹ Linh nghĩ là như thế, cảm giác là mạnh mẽ này, xong rồi lại rất là mát mát trong mùa hè nữa. Sau đó thì đến cuối cùng là hình ảnh phụng, linh vật bất tử. Vâng, đấy cũng chính là lý do vì sao Mỹ Linh chọn mặc chiếc áo này, mọi người thấy không? Đây, đó. Tại vì mình thấy rằng là hình ảnh con phụng hay là phượng này rất là nữ tính. Nhưng ngày xưa hình ảnh của mẹ Âu Cơ cũng là hình ảnh con phượng bay lên, và cái đuôi nó cũng thướt tha, một chút bánh bèo mà rất là mạnh mẽ. Với hình ảnh con phụng trong văn hóa dân gian Việt Nam cũng là hình ảnh của người mẹ luôn luôn mạnh mẽ và bảo vệ những đứa con của mình. Đó, mọi người thấy không? Những hình ảnh của tứ linh mang đậm giá trị và văn hóa dân gian của Á Đông lại được in trên một chất liệu gọi là t-shirt mọi người. Đó cũng chính là lý do vì sao chúng ta có cái tên là bộ sưu tập t-shirt. Đó, t-shirt, chiếc áo thun này với những cái biểu tượng rất là nghệ thuật. Đó. Và ngày hôm nay thì chiếc áo này mọi người thấy không? Đây, Mỹ Linh sẽ mở cho mọi người xem cái hộp này. Đây. À, có nhiều bạn đang hỏi quá, đợi một chút nhá, Mỹ Linh sẽ cho mọi người xem cái hộp này trước này. Đó, chiếc áo này không được bọc trong những túi ni lông bình thường hay được gấp gọn, mà được cuộn lại mọi người ơi, xinh không? Rất đặc biệt nhá. Đó, đợi một chút để Mỹ Linh xem các bạn hỏi gì đây. Chào bạn Thanh Thảo. Thanh Thảo ơi, nếu như mà mình mua hàng thì mình sẽ nhận được mã dự thưởng và được tham gia quay số trúng thưởng ngày hôm nay. Thế nhưng mà nếu như bạn chưa mua hàng thì bạn hoàn toàn có thể nán lại livestream này để cùng Mỹ Linh chơi mini game mọi người nhá. Mình còn có một mini game Mỹ Linh chưa kịp nhắc đến, mọi người hãy nhẫn nại một chút nào, đợi một chút. Đây, tại vì là cái bộ sưu tập t-shirt này rất là đặc biệt nên Mỹ Linh muốn giới thiệu kỹ hơn và rõ ràng hơn cho các bạn. Đấy, cảm ơn bạn Tấn Trung nhá. Các bạn ơi, cảm ơn bạn Tuấn này, bạn Tuấn đã khen là cái bộ sưu tập của chúng ta đẹp quá. Thì đợi một xíu nữa Mỹ Linh còn mở ra mới thấy còn thích hơn. Đó là cái bộ sưu tập này, đây, rất là nhiều thông tin ở trên này. Với cái chất liệu vỏ bọc này không phải là ni lông mọi người ạ. Ni lông thì sẽ rất là khó phân hủy và có hại cho môi trường. Nhưng trong chiếc áo t-shirt này của chúng ta mang thương hiệu T-Hat thì được làm bằng hộp giấy, tức là hoàn toàn có thể là tự hủy. Và đây là một chất liệu rất là thân thiện với môi trường. Ngoài ra thì cái chất liệu áo này của chúng ta cũng rất là thoải mái ôm vào da và không gây hại cho da của chúng ta. Cho nên là bất kỳ tuổi tác nào chúng ta đều rất là phù hợp với chiếc áo này. Và còn chất liệu cốt tông còn rất là thấm hút mồ hôi nữa. Đây mọi người ơi, đặc biệt hơn nữa nhá, là mỗi sản phẩm áo thun T-Hat mình mua sẽ đóng góp 10.000 đồng vào quỹ Couple Foundation, quỹ chung tay vì cộng đồng, với sứ mệnh là giúp đỡ những trẻ em, cô nhi và người già neo đơn nữa mọi người ạ. Đó,
Mình thấy có rất rất là nhiều điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người về chiếc áo này. Thế nhưng mà để một lát nữa mình sẽ nói tiếp. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người đó là chiếc mini game của chúng ta ngày hôm nay. Có phải là Mỹ Linh vừa nói rằng là đây là những chiếc áo mà CoupleTX chưa hề bán trên thị trường. Cho nên những khách hàng nào mua hàng và có mã số may mắn quay trong vòng ngày hôm nay thì một cơ hội nhận được, đúng không nào? Đó là luật chơi của các livestream cũ. Nhưng trong livestream ngày hôm nay thì tất cả những bạn mà chơi mini game mà trúng giải thì đều cơ hội nhận được chiếc áo này hết mọi người ạ. Đó, cho nên những bạn nào vừa like, vừa share và tag tên 5 người bạn của mình vào, cũng như là trả lời đúng câu hỏi mà MC đưa ra, thì hoàn toàn có cơ hội nhận được chiếc áo này mọi người nhé. Đây cũng là một trong số những phần thưởng của chúng ta ngày hôm nay. Đây, Mỹ Linh sẽ đưa cho mọi người xem. Mọi người nhớ nhá, như mọi khi thì mình phải mua hàng CoupleTX có mã dự thưởng quay số may mắn thì mình mới có cơ hội nhận những cái phần quà trên cái giá treo này. Thế nhưng ngày hôm nay bạn nào mà chơi mini game đều có cơ hội nhận được hết nhá. Mọi người này, hãy tương tác cùng với cả Mỹ Linh nhá. Này, like này, share này và tag tên 5 người bạn của mình vào mọi người nhá. Nhớ tag đủ 5 người. Đây chiếc áo của chúng ta ngày hôm nay đây. Rất là xinh xắn. Bạn nào mà nhanh tay lẹ mắt và trả lời đúng câu hỏi của MC thì hoàn toàn có thể có cơ hội sở hữu chiếc áo này. Mọi người ơi, đây là một trong số những bộ sưu tập mới nhất của CoupleTX trong năm nay, chưa hề được bày bán đâu. Cho nên ai mà trúng thưởng trong ngày hôm nay thì là những người đầu tiên tại Việt Nam được mặc lên người chiếc áo này đấy nhá. Đây. Và ngoài ra ngày hôm nay Mỹ Linh còn mang cho mọi người một cái sự bất ngờ nữa. Đó là những cái giây phút cuối cùng trong livestream. Khi mà cái lượt chia sẻ của chúng ta lên hơn 500 thì ngay sau đó sẽ có một voucher trị giá 1 triệu đồng được trao cho khách hàng may mắn nhất. Mọi người đừng bỏ lỡ nhá. Ngày hôm nay của chúng ta này, ngoài việc mà mọi người sẽ là trở thành một trong số những khách hàng may mắn nhận được chiếc áo thun chưa hề ra mắt, chưa hề được bày bán tại cửa hàng CoupleTX ra, chúng ta còn có thể tìm ra được khách hàng may mắn nhận được chiếc Samsung Galaxy S10e này. Đó, và cuối cùng là một voucher trị giá 1 triệu đồng mọi người nhá. Đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ. Hãy cùng nhau like và share đi. Mọi người ơi, mình share để cho các bạn bè của mình hay là người thân của mình còn biết, đúng không nào? Cảm ơn bạn Mèo Mập nhé, cảm ơn bạn Tâm Nguyễn. À, có bạn là bạn Vợ Tuấn, cảm ơn bạn. Bạn mình thấy là từ đầu livestream đến giờ bạn comment rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ CoupleTX nhé. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Thị Mai đã chúc mừng mọi người là tất cả đều được may mắn này. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ thì các bạn hãy tag tên bạn bè của mình vào nhé. Vừa like, vừa share, vừa tag tên vào. Thì như thế thì lát nữa thì MC chỉ cần đọc câu hỏi này thôi. Thì ngay lập tức bạn chỉ cần trả lời đúng câu hỏi. Thế là mình đã đủ 3 bước. Like, share, tag tên bạn bè và trả lời đúng rồi. Sau đó chỉ cần ngồi đợi đến 12 giờ ngày mai. Biết đâu tên của bạn sẽ có mặt trên fanpage của CoupleTX. Người may mắn nhất trúng giải chiếc áo này thì sao, đúng không nào? Mọi người nhớ nhá, khi lượt chia sẻ tăng lên 500 thì cũng là lúc chiếc voucher không phải trị giá 300 mà trị giá 1 triệu đồng sẽ được đưa đến tay của bạn. Các bạn hãy like nhiều này, share nhiều này và đừng bỏ lỡ livestream ngày hôm nay nhá. Livestream ngày hôm nay có rất rất là nhiều phần quà ấn tượng như thế này đây. Rồi. Có một bạn bảo là áo của MC đẹp quá. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn ơi, áo này còn chưa được bày bán đâu, cho nên bạn hãy chơi mini game cùng Mỹ Linh nhé. Like và share, tương tác nhiều vào. Biết đâu bạn lại trở thành một trong số những người đầu tiên nhận được chiếc áo này thì sao? Hãy đán lại và chơi đến cuối cùng của livestream nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn đầu tiên. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Mọi người ơi, mọi người đã tag chưa? Bạn Trần Ast ơi, bạn hãy tag tên 5 người bạn vào nhé. 5 người thì mình mới có đủ điều kiện để mình chơi mini game này. Mỗi lần mình tag thấy mỗi một người thì rất là phí. Mọi người ơi, tag tên 5 người nhá. Like, share, tag tên 5 người. Và khi mà cái lượt chia sẻ tăng lên 500 thì cũng là lúc mà chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng sẽ được xuất hiện. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn đầu tiên, xem ai sẽ là người nhận được chiếc áo nằm trong bộ sưu tập Tứ Linh này. Và với những khách hàng nào mà chúng ta đã mua hàng tại CoupleTX với đơn hàng trị giá 300.000 đồng, mình nhận được một mã dự thưởng và 600 thì nhận được 2 mã, thì các bạn hãy cùng Mỹ Linh đón chờ cái tên của mình hiển thị trên bảng bây giờ mọi người nhá. Nào, bây giờ xem nào, xem ai sẽ là người may mắn trong ngày hôm nay. Ai sẽ là người đầu tiên mở màn đây nào. Mọi người ơi, hãy cùng chơi game Mỹ Linh nào. 3, 2, 1, quay số. Oh,
Số đang quay rất là nhanh. Ai sẽ là người may mắn đầu tiên nhận được chiếc áo đến từ bộ sưu tập T-Art này đây? Mọi người ơi, chiếc áo này xinh xắn vô cùng này. Nếu như mà mình mặc áo xong rồi nhá, thì mình có thể có một cái miếng dán như thế này, dán lại để không mở ra được nữa. Sau đó thì có một cái, đây, có một cái đường nhỏ như thế này để mình có thể bỏ ống vào đây thay cho đút heo ấy, giống như ống heo này, đó. Hoặc là mình có thể dùng như là đựng bút này. Với những bạn nào mà đam mê thư pháp hay là thích vẽ vời này thì chiếc ống này rất là thích hợp với đựng bút vì nó cao lắm. Mọi người thấy không? Đó. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một sản phẩm thân thiện với môi trường. Nào, Mỹ Linh sẽ xem các bạn có thắc mắc gì không nhá. Bạn Nguyễn Phương ơi, muốn mua hàng nhiều lắm rồi à. Cảm ơn bạn đã quan tâm với Couple TX nhá. Bạn hãy mua nhiều hơn đi để nhận được nhiều mã dự thưởng hơn nào. Cố lên các bạn ơi. Lượt chia sẻ đã là 200 rồi. Chỉ cần là 500 thì chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng mới được xuất hiện các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ai là người may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Vâng, xin được chúc mừng chị Diễm với mã số dự thưởng là 715101 và 4 số cuối số điện thoại là 5696. Chị Diễm ơi, chị có online không ạ? À, cảm ơn Thùy Trần. Thùy Trần bảo hôm qua Thùy Trần trúng rồi này. Các bạn ơi, thấy bạn Thùy Trần may mắn không nào? Hôm nay các bạn cũng like, share và tag tên bạn bè của mình vào đi nhá. Mình thấy có Thanh Thảo với cả Huyền Trân đang thả tim. Thì thay vì thả tim thì mình tag tên 5 người bạn của mình vào đi. Thì bạn bè mình vừa biết mà cái lượt chia sẻ này, lượt tương tác tăng lên, thì đồng nghĩa với việc là cái voucher 1 triệu đồng này sắp đến với chúng ta rồi mọi người ơi. Rồi. Wow, bạn Nguyễn Phương chia sẻ bạn đã là khách hàng VIP 3 của Couple TX rồi. Mọi người có nhớ ngày 27 vừa qua không? Một khách hàng VIP 3 là chị Ngân Hà đã trúng chiếc điện thoại Galaxy. Ngày hôm nay thì có chiếc Samsung Galaxy S10e mọi người ạ. Có chiếc điện thoại này này. Ngày hôm nay nhá, xem khách hàng VIP mấy sẽ là người may mắn nhận được này. Bạn Kim Loan Trần hỏi là vừa mua hàng mà không có mã dự thưởng ở đâu. Bạn ơi, bạn có thể truy cập vào trang web của coupletx.com nhá. Đây để mình lên kéo lên cho. Bạn tập trung vào màn hình này. Đây. Trên trang chủ của coupletx.com, bạn kéo lên một chút này, đó sẽ có một cái phần kiểm tra bạn đã có trong danh sách tham gia chương trình chưa. Khi đó bạn nhập số điện thoại của mình vào và mã số dự thưởng của bạn sẽ hiện ra. Bạn yên tâm rằng chỉ cần bạn đã từng mua hàng tại coupletx với một đơn hàng trị giá 300.000 đồng thì lập tức sẽ có một mã dự thưởng cho bạn. Thế là bạn có thắc mắc gì thì bạn cứ comment vào đây bạn nhé. Ví dụ như là hôm nay mà tối hôm nay Mỹ Linh mua hàng này, ngay lập tức 12 giờ ngày mai mã của Mỹ Linh sẽ hiển thị lên. Cho nên là nếu bạn có thắc mắc gì bạn comment vào đây và các bạn nhân viên từ CoupleTech sẽ tìm cách để trao quà này nếu bạn là may mắn này. Và nếu như mà bạn chưa nhận được mã thì hãy nhập số điện thoại của mình vào đây nhá. Chắc chắn là bạn sẽ có mã rồi, yên tâm đi. Rồi bây giờ sau vòng quay may mắn thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game. Mọi người còn nhớ luật chơi mini game không ạ? Mọi người ơi, bạn Nguyễn Thị Bích Phượng đang khóc mếu bảo mình chưa trúng. Bạn ơi, cái vòng quay may mắn này mình chưa trúng thì mình hãy đến với mini game đi mọi người ơi. Đây này, cái mini game này này, mini game này rất là đơn giản. Mình chỉ cần like này, chia sẻ ở trạng thái công khai, tát tên 5 người bạn của mình vào và sau đó trả lời đúng câu hỏi MC đưa ra thì mình hoàn toàn có thể trở thành một trong số những người may mắn nhận được chiếc áo này. Chiếc áo đến từ bộ sưu tập Tia của Couple TX. Những chiếc áo mà chưa một ai mặc ở ngoài phố mọi người ơi. Mỹ Linh là người vinh dự đầu tiên được mặc đây này. Mọi người thấy không? Rất là xinh phải không nào? Đó, đây là ai sẽ là người muốn là người tiếp theo được mặc nào. Các bạn hãy chơi mini game đi nhá. Và ngoài ra hãy chia sẻ đi. Vì chỉ cần là mình cái lượt chia sẻ của mình lên đến 500 thì ngay lập tức sẽ có một voucher trị giá 1 triệu đồng xuất hiện. Rồi bây giờ các bạn đã tag chưa? Cảm ơn Levi nhá. Bạn Nguyễn Thị Mai, bạn tập trung nghe em xin đọc câu hỏi này. Câu đầu tiên chuẩn bị đến rồi. Bạn Tâm Nguyễn có thắc mắc về mini game thì Mỹ Linh sẽ dành thêm mấy giây nữa để dành riêng bạn Tâm Nguyễn nhé. Đó là với cái mini game này, mình chỉ cần like này, share này, mình chia sẻ trạng thái công khai, sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào, rồi trả lời đúng cái câu hỏi mà Mỹ Linh đưa ra ngày hôm nay. Sau đó thì ai là người comment nhanh nhất này, đúng nhất này, thì sẽ được các anh chị Couple TX tìm ra và sau đó trao một trong số chiếc áo trong bộ sưu tập này cho bạn. Đó, bạn đó chưa nào? Bởi vì là có nhiều bạn là mạng nhanh, mạng chậm mà nó không rõ ràng, cho các anh chị sẽ dùng một cái thuật toán và tìm ra người chính xác nhất và nhanh nhất. Sau đó thì 12 giờ trưa ngày mai thì cái người mà may mắn nhất và cũng là người trả lời đúng nhất sẽ được xướng tên ở trên fanpage của CoupleTech mọi người nhá. Mọi người nhớ là mình cứ chơi đi, xong ngày mai mình sẽ tìm thấy tên của mình.
Đó, thế là mọi người nếu mà hôm nay mà chưa ai chưa đến tên của mình cứ từ từ bình tĩnh, 12 giờ trưa mai mới có kết quả cơ mà. Rồi, các bạn tập trung nghe câu hỏi đầu tiên nhá. Câu hỏi đầu tiên là nhắc đến Tứ Linh, bạn sẽ nghĩ đến những linh vật nào? Wow, hình như là Mỹ Linh vừa nói sơ qua cho mọi người rồi. Cho nên là Mỹ Linh nghĩ rằng câu hỏi này ai cũng trả lời được hết. Chỉ quan trọng là mình đã nắm được luật chơi chưa? Mình đã like chưa? Chia sẻ chưa? Và tag tên 5 người bạn của mình vào chưa nào? Là mọi người nhanh tay nào, chia sẻ đi, chia sẻ đi. Lượt chia sẻ đã rất là cao rồi. Hơn 300 mà mọi người ơi, chỉ cần 500 lượt chia sẻ thôi thì mình sẽ nhận được một voucher trị giá 1 triệu đồng. Ai sẽ là khách hàng may mắn đấy đây? Nào mọi người ơi, nào. Mọi người ơi, hãy tag tên bạn bè mình vào đi và trả lời đi. Rồi. Wow, mình đã thấy có nhiều bạn trả lời đúng rồi đây này. Bạn Nguyễn Thị Hoa. Và bạn Thùy Dương. Bạn Thùy Dương ơi, bạn tag tên 5 người bạn của mình vào nhé. Chứ còn nếu như mà mình chỉ trả lời câu hỏi không thôi thì chưa đủ rồi. Mình phải like này, share này, tag tên 5 người bạn của mình vào. Cho nên là ở đầu livestream Mỹ Linh cũng đã dặn mọi người rằng là mọi người ơi, hãy tag bạn bè mình đi và chia sẻ đi. Để lát nữa khi mà MC đọc câu hỏi này, mình chỉ cần trả lời thật là nhanh thôi, đúng không nào? Đó, bây giờ thì có nhiều bạn đã trả lời đúng lắm rồi. Đó, có mấy bạn lại còn được bạn bè vào like cái comment đúng nữa này. Rồi, bây giờ thì Mỹ Linh sẽ công bố đáp án mọi người nhá. Mọi người sẵn sàng chưa nào? Nhắc đến Tứ Linh, bạn sẽ nghĩ đến những linh vật nào? Vâng, vô cùng đơn giản. 4 linh vật đang nằm trên bàn của chúng ta đây. Long, Lân, Quy, Phụng. Đó. Và nếu như mà có một số bạn dùng những cái từ khác như là Long, Ly, Quy, Phượng cũng không sao cả, vẫn chính xác. Quan trọng là chúng ta đã like chưa, chia sẻ chưa, tag tên bạn bè mình chưa, làm đúng cú pháp chưa mọi người nhá. Còn câu hỏi mình nghĩ là rất là đơn giản. Rồi. Nhiều bạn đã trả lời đúng lắm rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn với những khách hàng đã mua hàng tại Couple TX rồi. Đó, như cái sản phẩm mà hôm nay mọi người, những bạn khách hàng may mắn nhận được, mọi người nhớ đúng không nào? Một trong 4 chiếc áo đến từ bộ siêu tập thi hạt này. Đó, chúng ta được lựa chọn đấy. Đây, rất là xinh xắn. Thôi mọi người ngắm lại một lần trước, sau đó thì mình mới quay vòng quay may mắn nhá. Này, mọi người thấy không, những linh vật tưởng chừng rất là huyền bí và mang cái dấu ấn Á Đông đặc sắc lại được in trên một chiếc áo thun như thế này. Chiếc áo thun chúng ta hoàn toàn có thể mặc này, khi đi học này, đi chơi này, đi làm này, và là những cái món quà tặng cho người thân hoặc là bạn bè. Mọi người thấy không, rất là thích hợp để đi tặng quà luôn này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn xem ai sẽ là khách hàng may mắn tiếp theo nhận được những chiếc áo này. Nào, mọi người ơi, mọi người có thắc mắc gì nữa không nào? Wow, rất là nhiều bạn trả lời đúng rồi. Bây giờ chỉ còn xem ai nhanh tay thôi đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn nhá. Rồi, cảm ơn bạn Huỳnh Anh Sang nhá. Mình cũng rất là thích những cái sản phẩm mới nhất này của Couple TX, mình thấy rất là đẹp. Rồi, bạn Mèo Mập ơi, bạn có mã rồi đang đợi trúng thưởng đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay số nhá. Mèo Mập tập trung vào đây nào, Mèo Mập ơi. Mình không biết tên thật của Mèo Mập, nên biết đâu khi mình đọc tên đây là tên của bạn thì sao nào, đúng không nào? 3, 2, 1. Bạn Mèo Mập chắc đã mua rất là nhiều sản phẩm Couple TX rồi và đang hóng đến tên mình phải không nào? Để xem có đến tên của bạn không nhá. Vâng, và đây là tên của một cô gái có 4 chữ cái. Vâng, xin được chúc mừng bạn Đặng Thị Mỹ Hạnh với mã dự thưởng là 724290 và 4 số cuối số điện thoại là 8798. Xin được chúc mừng bạn Đặng Thị Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh ơi, Mỹ Hạnh online không ạ? Đâu rồi, Mỹ Hạnh ơi. Đâu rồi. Vẫn chưa thấy Mỹ Hạnh mà có rất nhiều bạn hỏi nhiều thứ khác mình sẽ trả lời nhá. Đợi mình một chút này. Rồi, cảm ơn Ngọc Hoa Nguyễn. Ngọc Hoa Nguyễn khen là áo xinh quá, đẹp quá. Đây, cho bạn ngắm thêm lần nữa nhá. Đây, bộ sưu tập mới nhất của Couple TX mà chưa hề được bán trên thị trường đâu. Nhưng nếu như mình chơi mini game trong ngày hôm nay thì mình hoàn toàn có thể trở thành người chiến thắng và nhận được chiếc áo này mọi người nhá. Mỹ Linh hay cầm màu trắng nên vì màu trắng này cảm thấy rất là dễ kết hợp. Mặc với quần jean hay là chân váy đều rất là đẹp. Còn những cái màu tối như thế này thì cảm giác mình gầy hơn. À đây.
Ôi bạn Trần Bảo Sơn còn bảo là lấy cái áo thun làm kỷ niệm thôi, không lấy điện thoại đâu. Tức là bạn còn cảm giác ấn tượng bị lôi cuốn bởi những chiếc áo này nhiều hơn cả điện thoại mọi người ạ. Thế nhưng mà chiếc điện thoại này mọi người đừng quên nhá, vẫn nằm trên bàn và vẫn đang đợi chủ đây mọi người ơi. Ở vòng quay cuối cùng thì Mỹ Linh sẽ công bố tên của người may mắn nhất nhận được chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e mọi người nhá. Đó, đừng bỏ lỡ. Và ngoài ra thì lượt chia sẻ của chúng ta đang tăng lên rất là nhanh rồi mọi người ơi. Chỉ cần 500 lượt chia sẻ thôi thì sẽ có một voucher trị giá 1 triệu đồng dành cho các bạn. Rồi. Đây, đợi mình một chút nha. Cảm ơn Ngọc Hoa Nguyễn nhá. Đây. Ôi, thật bất ngờ vì là mình thấy rất là hôm nay có rất rất là nhiều bạn khen chiếc áo này và nói rằng là muốn nhận cái chiếc áo này còn nhiều hơn cả điện thoại mọi người ạ. Từ nãy đến giờ phải 5-6 comment như thế rồi. Mình đọc không hết chứ còn nhiều lắm. Bạn nào cũng bảo là muốn nhận cái chiếc áo này nhiều hơn. Và ngoài việc chiếc áo rất là đẹp, rất là ý nghĩa ra, còn là những chiếc áo mà chưa hề được bán trên thị trường. Và nếu chúng ta trúng thưởng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ là một trong số những người đầu tiên được mặc trên mọi người nhá. Đây mọi người ơi, đây, mini game đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị tìm ra người tiếp theo. Người nào sẽ nhận được một trong số những chiếc áo này? Người nào sẽ là một trong số những người đầu tiên được mặc sản phẩm này Couple TX nhá. Mọi người tập trung nào, like này, share này, tag tên 5 người bạn của mình này. Và sau đó trả lời câu hỏi MC đưa ra nhá. Đây, câu hỏi số 2 của chúng ta, mọi người tập trung lắng nghe nào mọi người ơi. Mọi người đâu rồi? Bạn Mơ Tê ơi, bạn hỏi là chưa mua hàng có được trúng quà không? Mơ Tê vào trễ đúng không? Đây Mơ Tê ơi, chưa mua hàng thì hãy chơi mini game đi. Like, chia sẻ và tag tên 5 người bạn của mình. Sau đó trả lời đúng câu hỏi MC đưa ra. Đó đó, ai sẽ là người nhanh nhất và trả lời đúng nhất nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, để xem nào. Mình sẽ hỏi câu hỏi số 2 trước, xong trả lời nhiều bạn hỏi quá, đợi mình một xíu. Đây, câu hỏi số 2 của chúng ta là: con gì đôi cánh mỏng tang, bay cao bay thấp, báo rằng nắng mưa? Đây là một con vật mà giúp chúng ta dự báo thời tiết. Mọi người đoán ra là con gì chưa? Còn bây giờ thì mọi người cứ nghĩ và like, share cũng như tag bạn bè mình vào đây nhá, để mình Linh xem. Ô, Ngọc Hoa Nguyễn ơi, áo đẹp đúng không nào? Áo bây giờ thì mình chưa bán tại các cửa hàng Couple TX đâu, nhưng mà chúng ta đã bán online rồi. Mọi người ơi, bán online nhá, bán ở trên mạng. Và bạn nào muốn mua ấy, thì mình cứ comment này, địa chỉ này, hoặc là số điện thoại của các bạn. Và các anh chị của Couple TX sẽ tìm đến bạn, tìm cách liên hệ và tư vấn cho các bạn, xem là các bạn là phù hợp với cái màu nào này, size nào. Và đặc biệt này mọi người ơi, tập trung lắng nghe nhá. Bình thường là mình phải mất công mình ra cửa hàng đúng không? Nhưng hôm nay nếu mình mua online mình sẽ được miễn phí ship đây mọi người ơi, miễn phí ship nhá. Bình thường mình Linh xem là trong nội thành ấy phải 30-40 ngàn tiền ship, nhưng hôm nay mình sẽ được coi như tặng 30-40 ngàn đồng nó luôn. Bởi vì là mình không mất tiền ship nếu như mình mua online mọi người nhá. Wow, trong câu hỏi mini game vừa rồi thì có rất là nhiều bạn đã trả lời đúng rồi. Rồi. Đó. Bây giờ thì vẫn có bạn hỏi là áo bán ở đâu, thì Mỹ xin trả lời là áo chưa bán tại cửa hàng mà chỉ bán online trong ngày hôm nay thôi mọi người nhá. Mọi người hãy tag bạn bè của mình vào để bạn bè cùng biết này, đó là muốn sở hữu chiếc áo này, một trong số những người đầu tiên được mặc những sản phẩm này của Couple TX. Đó, lại còn được miễn phí ship nữa, free ship online mọi người ơi, khi mà chúng ta đặt hàng ngay trong comment này mọi người ạ. Có bạn hỏi giá của chiếc áo này thì để mình coi nhá, mình sẽ tìm giá cho các bạn. Đây. Chiếc áo đến trong bộ sưu tập mang tên Tiad của Couple TX. Áo thun có giá là 349.000 đồng. Với áo nam mọi người ơi, áo lớn là 349.000 đồng, còn áo nữ là 320.000 đồng. Mọi người nhớ nhá. Đây, để xem chiếc áo này còn có gì ấn tượng không mọi người nào. Ngoài các bạn hỏi giá thì chắc các bạn cũng thắc mắc về chất liệu cũng như là những đặc trưng của áo hay không nào. Để xem nào. Đây, mọi người ơi, cái thương hiệu Tiad này là một dòng sản phẩm đặc biệt của Couple TX nhá. Tôn vinh các giá trị văn hóa thuần Việt này. Mọi người có thấy không? Những cái giá trị văn hóa rất là thuần Việt đặc trưng như là tứ linh này, được in ấn trên một chất liệu là áo thun. Đó, tức là chúng ta làm một sự hòa quyện, giao thoa giữa những thứ mà cổ xưa này với những thứ rất là hiện đại, khiến cho chúng ta những người trẻ luôn luôn năng động, luôn luôn là không thể bỏ lỡ những chuyến đi dài, nhưng mà lại luôn mang trong mình một cái trái tim hướng về những nền văn hóa rất là đẹp của phương Đông cũng như là của Việt Nam nói riêng. Ở đây thì mỗi khi mà chúng ta mua một cái chiếc áo này, mọi người ơi, mua hôm nay mua online nhá, được free ship này. Đấy, nếu mà chúng ta mua mỗi chiếc áo này thì chúng ta đã góp 10.000 đồng
vào quỹ Couple Foundation, một quỹ chung tay vì cộng đồng với sứ mệnh giúp đỡ trẻ em nghèo cô đơn và người già neo đơn. Đó, một chiếc áo rất là ý nghĩa mọi người ạ. Vừa mang cái giá trị truyền thống này, vừa mặc lên rất là đẹp, rất là thời trang này, tự tin này. Và ngoài ra này, mọi người thấy không? Cái vỏ này, chất liệu tự hủy, thân thiện với môi trường. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta còn đóng góp 10.000 đồng vào một quỹ mà dành riêng cho những trẻ em cũng như là người già neo đơn mọi người ạ. Mình Linh cảm thấy đây là một sản phẩm, nói sao nhỉ, rất là ý nghĩa và mang đậm giá trị nhân văn. Để xem nào, chiếc áo của chúng ta. Vâng. Vâng, bạn Mimi hỏi là bạn Tấn Trung. Chào Tấn Trung. Tấn Trung hỏi là sau livestream ad gửi em xin hình của những chiếc áo này nha. À, thực ra thì bạn có thể vào trang web của coupletx.com. Đây, màn hình đây, coupletx.com. Và sau đó mình ấn vào mục thi ad nhá. Đây, mọi người sẽ thấy này. Đấy, ngoài là những chiếc áo được in rất là rõ ràng với những màu sắc chuẩn. Ra, chúng ta nhìn thấy màu sắc chuẩn không nào? Đấy, màu nào cũng rất là chuẩn xác luôn. Đó, rõ ràng như thế này, rõ nét như thế này. Và có ý nghĩa nằm ở phía dưới. Thì còn có những hình ảnh của mẫu này, của model các bạn rất là đẹp các bạn mặc này. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một cái sản phẩm mà phù hợp với nước da của chúng ta này, phù hợp với cái phong cách thời trang của chúng ta. Đây mẹ này, có những bạn là kết hợp với quần jean, có những bạn lại kết hợp với chân váy. Đó, mình có thể lựa chọn ra cái sản phẩm phù hợp với mình nhất, cũng như là size số. Đấy, bạn nếu mà bạn thắc mắc về cái hình ảnh thì bạn hãy lên trang web của coupletx.com nhé. Bởi vì những sản phẩm này chưa hề được bày bán tại bất kỳ cửa hàng nào coupletx đâu. Ngày hôm nay thì coupletx chỉ bán hàng online thôi. Và với những khách hàng đầu tiên mua sản phẩm này, sở hữu sản phẩm này thì chúng ta lại còn được miễn phí ship nữa nhá. Các bạn cứ comment tên hoặc là số điện thoại của mình vào trong phần này, hoặc là địa chỉ, thì các anh chị coupletx sẽ liên hệ với bạn và tư vấn cho bạn. Đây rồi. À, có một bạn hỏi mình là em chia sẻ cho cả ngàn lần rồi, thưởng áo cho em đi chị ơi. Bạn ơi, nếu như mình chia sẻ nhiều ý, không phải là tặng áo không đâu. Nếu hôm nay mình chia sẻ, có lượt chia sẻ là 500 thì mình còn được tặng một voucher trị giá 1 triệu đồng thôi nhá. Đấy, phần quà không hề nhỏ đâu. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ đến với câu trả lời. À, bạn Nguyễn Thị Hoa hỏi là áo giá bao nhiêu vậy, thì mình xin được trả lời là nếu mà Hoa muốn mua cho bạn trai của Hoa hay là các bạn người thân trong gia đình mà là giới tính nam thì áo được bán với giá là 349.000 đồng. Còn nếu bạn muốn mua cho mình thì là với mức giá là 320.000 đồng nhé. Đấy là giá của áo size nữ. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đáp án của câu hỏi số 2. Đó là con gì đôi cánh mỏng tang, bay cao bay thấp báo rằng nắng mưa. Đáp án của chúng ta là con chuồn chuồn mọi người nhá. Rất là đơn giản phải không nào, con chuồn chuồn. Bây giờ chỉ xem là bạn nào đã like này, chia sẻ này và tag tên đủ 5 người bạn của mình vào không nào. Xem nào. Bạn Hoàng Trung ơi, làm thế nào để biết trúng thưởng phải không nào? Nếu như mà trong mini game thì tên của bạn trúng thưởng sẽ được công bố trên fanpage của coupletx vào 12 giờ ngày mai nhá. Còn ở vòng quay may mắn thì đã hiển thị ngay tên rồi, được không nào? Rồi. Có rất rất là nhiều bạn hỏi. Ôi, cảm ơn Tấn Trung nhá, cảm ơn Hoàng Nam. Đây. Rồi. Mình thấy rất là nhiều bạn hỏi đi rồi. Vâng, cảm ơn Tâm Nguyễn nhá. Rồi bây giờ thì ngoài việc mà giao lưu với các bạn, bây giờ thì Mỹ Linh sẽ không thể nào mà bỏ lỡ cái nhiệm vụ chính của mình được. Đó là chia sẻ với mọi người bộ sưu tập ngày hôm nay. Đâu sản phẩm tiếp theo mình được nhận. Đó. Mọi người có nhớ là ngoài cái bộ sưu tập thi hạt này, thì ngoài những sản phẩm mà mang hình tượng tứ linh này ra thì mình còn hình tượng gì nữa không nhỉ? Ngay ở đầu livestream Linh nói rồi nhưng mà chắc là nhiều bạn không nhớ đâu. Ngoài tứ linh ra này, mình còn có những sản phẩm được vẽ gì đây ạ? Những địa điểm mà đặc trưng của Sài Gòn và Hà Nội, tức là những thành phố lớn tại Việt Nam của chúng ta. Và chiếc áo mình đang cầm đây là áo Sài Gòn. À, bạn nào mang tình yêu dành cho Sài Gòn giơ tay lên nào mọi người ơi. Đây, áo Sài Gòn đây xinh lắm. Mọi người có nhận ra những địa điểm ở trên chiếc áo này không ạ? Đây. Chợ gì đây? Chợ Bến Thành phải không nào? Còn đây là gì? Tòa nhà hình trái bóc. Mỹ Linh nhớ là mọi người hay nói thế. Biteco phải không nào? Biểu tượng của Sài Gòn còn có đặc trưng gì nữa? Đây mọi người ơi, là một đôi bạn trẻ đang chở nhau trên chiếc xe rất là xinh xắn đây. Thật sự là Mỹ Linh cảm thấy rằng là coupletx luôn luôn hướng đến những bạn trẻ mà ưa thích di chuyển này, ưa thích du lịch này. Bởi vì là Mỹ Linh thấy rằng những hình ảnh trẻ trung luôn luôn có mặt trong bất kỳ sản phẩm nào coupletx các bạn ạ. Đó, ngoài những hình ảnh rất là ấn tượng như là nhà thờ này, hay là chợ Bến Thành này, hay Biteco này ra, thì hai bạn trẻ đang
chở nhau trên chiếc xe này khiến cho chúng ta cảm thấy một Sài Gòn không phải là quá là ồn ào mà cảm thấy rất là bình yên, không nào mọi người? Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn để xem ai sẽ là một người nhận được chiếc áo mang đầy tình yêu Sài Gòn này nhé. Rồi, vòng quay may mắn của chúng ta đâu rồi? Các bạn ơi, những bạn khách hàng đã mua hàng tại Coupletic và có trong tay mã dự thưởng đâu ạ? Các bạn đâu rồi? Các bạn nhớ nhá, khi mà mình mua hàng tại Coupletic thì nhớ là mỗi lần mua với đơn hàng 300 ngàn là mình được một mã đấy, đừng có bỏ lỡ. Không nhiều bạn mua rất là nhiều xong lại quên, không để ý nhá. 600 ngàn được 2 mã, 900 được 3 mã. Và sau đó thì những cái mã số đó sẽ nằm ở đây và Mỹ Linh sẽ tìm ra người may mắn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là ai là người may mắn nhận được chiếc áo Sài Gòn này. 3, 2, 1, quay số. Rồi, xem các bạn của chúng ta comment gì nào. Cảm ơn bạn Ngọc Hoa Nguyễn nhé. Bạn Hoàng Long Mai, bạn đang rất là muốn có một chiếc áo này tặng cho bạn gái của mình phải không nào? Nếu như mà bạn muốn được tặng trong ngày hôm nay thì bạn cứ chơi mini game đi, biết đâu bạn lại may mắn trúng thưởng thì sao? Còn nếu như bạn sốt ruột không chơi mini game thì bạn cứ comment số điện thoại của bạn này hay là địa chỉ của bạn đi, thì ngay lập tức là các bạn nhân viên đến từ Coupletic sẽ mang chiếc áo này đến tận nơi và miễn phí ship nha bạn nhá. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, vì sản phẩm này chưa hề được bày bán tại bất kỳ cửa hàng nào Coupletic đâu. Cho nên bạn gái của bạn sẽ là người may mắn, là một trong số những người đầu tiên được mặc chiếc áo này. Vâng, và ở trong cái vòng quay may mắn này của chúng ta thì lại là một khách hàng giấu mặt mọi người ạ. Một khách hàng giấu mặt. Bị Linh đang phân vân không biết có phải vì là khách hàng VIP, rất là VIP, cực kỳ VIP và mua rất là nhiều nhiều nỗi mà số lại loạn lích, không hiển thị cái tên như này. Đây chắc là một nhân vật. Nhân vật đấy là bí ẩn đấy mọi người ơi. Tại vì không hiển thị tên của bạn ấy mà chỉ hiển thị mã số dự thưởng thôi. Cho nên các bạn ơi, các bạn tập trung vào này, xem cái mã số dự thưởng này này. Đây này, ở đây không có 4 số cuối số điện thoại và cũng không có tên đâu mọi người ơi. Một nhân vật vô cùng bí ẩn mọi người ạ. Đây, cho nên Mỹ Linh sẽ đọc cái mã dự thưởng của bạn ấy là 712683. Bây giờ thì Mỹ Linh nghĩ rằng bạn nào mà tiện có giấy bút ở đấy hay là có điện thoại thì chúng ta nên ghi cái mã này lại. Tại vì là chúng ta không biết được tên này là ai và số điện thoại nào, đúng không nào? Chúng ta nên ghi mã này lại, biết đâu là chính là mình thì sao, phải không nào? Hoặc là các người bạn, người quen của mình thì sao? Mọi người ơi, đây là mã 712683 nhá. Một nhân vật bí ẩn, không thấy hiển thị tên mọi người ạ. Rồi, bây giờ thì trong lúc đợi nhân vật bí ẩn này xuất hiện thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game. Bạn Bảo Trâm ơi, bạn có 5 mã dự thưởng ấy hả? 5 mã thì nhân với 3 tức là bạn đã mua khoảng 1 triệu rưỡi phải không nào? Rồi. Vâng, bởi vì có rất rất là nhiều bạn bè của chúng ta nói rằng là bạn không kịp chơi mini game đâu, bạn muốn tham dự vòng quay may mắn được không? Thì Mỹ Linh thay đổi chương trình một chút nhá, vì các bạn đấy nhá. Vì các bạn comment đấy, các bạn bảo là không kịp chơi mini game mà các bạn muốn tham dự vòng quay may mắn này, thì Mỹ Linh sẽ dành thêm một chút thời gian dành cho khách hàng, những khách hàng đã mua sắm tại Coupletic rồi và có mã dự thưởng rồi mọi người nhá. Đó, chưa bao giờ mà lại chiều khách hàng này đâu nhá, lại còn đã quay tận 2 lần đây mọi người ơi. Bởi vì có nhiều bạn khách hàng, như vừa rồi có bạn bảo là có tận 5 mã, thì bây giờ là vì bạn nhá. Xem nào, xem bạn ấy tên là gì nào. Đây, đây bạn Bảo Trâm đúng không nào? Trâm bảo là Trâm có 5 mã dự thưởng đúng không nào? Bây giờ thì vì bạn Trâm này có 5 mã, Mỹ Linh nghĩ là còn rất rất là nhiều bạn khác nữa cũng có rất là nhiều mã. Cho nên là một lần nữa Mỹ Linh sẽ quay thêm một vòng mọi người nhá. Quay thêm một vòng để tìm ra xem là bạn khách hàng nào là người có nhiều mã và lại còn may mắn nữa nhận được chiếc áo này mọi người ơi. Một chiếc áo đầy tình yêu dành cho Sài Gòn mọi người này. Đó mọi người, mọi ngắm thêm một lần nữa rồi mình cùng quay lần nữa nhá. Đó, mình thay đổi luật chơi khác với những livestream hôm trước một chút, bởi vì là hôm nay có bạn nói rằng là có tận 5 mã. Đó. Các bạn ơi, các bạn nào mà có nhiều mã, cảm ơn Bảo Trâm một lần nữa đi ạ. Nhờ có Bảo Trâm comment như thế đấy, mình mới quay thêm một lần đấy nhá. Nào, 3 2 1 quay số. Rồi, xem ai là một khách hàng may mắn nữa mà có trong tay rất là nhiều mã dự thưởng. Bạn mình xem nào. Chào Lê Như Ý. Trinh Trinh ơi, bạn tag tên 5 người bạn của mình vào nhớ để lát nữa cùng chơi mini game với Mỹ Linh luôn này. Wow, bạn Tâm Nguyễn ơi, Tâm Nguyễn hỏi là sao biết được mà liên hệ
Thì như thế này Tâm này, khi mà các khách hàng của chúng ta mua hàng tại Couple Tix thì luôn luôn là có số điện thoại phải không nào? Đó, thì như vậy thì các anh chị Couple Tix hoàn toàn có cách thức để mình có thể liên hệ và trao giải phải không nào? Còn với những bạn khách hàng mà mình chơi mini game của Mỹ Linh ngày hôm nay thì lát nữa mình sẽ phổ biến luật lại một lần nữa nếu mà các bạn có thắc mắc nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với khách hàng may mắn tiếp theo mà nhận được chiếc áo mang tên là Sài Gòn. Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thị Kim Ngân với mã số dự thưởng là 726105 và bốn số cuối số điện thoại là 7589. Vâng, xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thị Kim Ngân. Kim Ngân có online không ạ? Kim Ngân ơi, Kim Ngân online không ạ? Bạn Kiên Trung Phạm bảo là mình còn mua nhiều hơn Bảo Trâm nữa. Thế thì Kiên Trung Phạm đợi một chút đi, mình còn mấy vòng quay nữa cơ. Và biết đâu ở vòng quay cuối cùng thì chiếc Samsung Galaxy S10 này lại thuộc về bạn thì sao? Đừng bỏ lỡ nhá. Mọi người ơi, cái lượt chia sẻ đang rất là tăng rồi mọi người ơi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi là đủ 500 rồi. Và đủ 500 tức là sao? Tức là mình sẽ có một chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng của Couple Tix này. Đó, xem ai là người nhanh tay lẹ mắt nào. Ồ, có mấy bạn hỏi là lúc nãy mạng bị lỗi à? Thế thì Mỹ Linh sẽ từ từ một chút đợi các bạn cùng vào nhé. Đấy, trong lúc đợi mà các bạn vào để cùng chơi mini game với Mỹ Linh thì Mỹ Linh sẽ chia sẻ về cách thức mình chơi một lần nữa. Đây, đợi các bạn này, các bạn ơi, các bạn vào đi. Các bạn vào xong các bạn chia sẻ đi nhé. Tác tên nào. Đây, đấy, trong lúc đợi các bạn của chúng ta, các bạn mà đang bị rớt mạng này quay trở lại này thì Mỹ Linh sẽ phổ biến luật chơi một lần nữa. Đó là trong ngày hôm nay khi mà chúng ta chơi mini game cùng với cả Mỹ Linh. Và like này, mọi người nhớ này, like này, chia sẻ ở trạng thái công khai này, sau đó tag tên 5 người bạn của mình vào rồi trả lời đúng câu hỏi mà MC đưa ra thì các bạn hoàn toàn có cơ hội nhận được một trong số những chiếc áo nằm trong bộ sưu tập Tiad đến từ thương hiệu Couple Tix. Và những sản phẩm này là những sản phẩm thân thiện với môi trường, thân thiện với làn da và chưa hề được bày bán trên bất kỳ cửa hàng nào Couple Tix mọi người nhé. Bạn sẽ trở thành người may mắn đầu tiên được mặc chiếc áo này ra ngoài phố, tự hào vô cùng phải không nào? Và còn nếu như mà có nhiều bạn chơi mấy vòng rồi mà vẫn chưa thấy tên mình thì các bạn hoàn toàn có thể là mua chiếc áo này về hoặc là tặng cho người thân của mình. Bởi vì là chiếc áo này chưa hề bán tại Couple Tix đâu mà chỉ bán online trong ngày hôm nay thôi mọi người ạ. Và khi mình mua hàng online thì mình chỉ cần comment địa chỉ này hoặc là số điện thoại của mình vào. Đó, và các bạn hoàn toàn sẽ được miễn phí ship mọi người nhá. Rồi, các bạn đã vào mạng lại chưa ạ? Rồi, Nguyễn Thị Hoa, đúng rồi, có nhiều bạn bị nghẽn mạng. Hoa ơi, còn của Hoa mạng rất là tốt phải không nào? Bạn Hoàng Mỹ Ngân ơi, bạn cứ tag tên 5 người bạn đi nhá. 5 người thì mình sẽ đủ cái tiêu chí để mình có thể chơi mini game mọi người nhá. Đó. À, mọi người ơi, ở trong những livestream hôm trước thì khi mà mình chia sẻ không thì mình sẽ có cơ hội là nhận được cái voucher 300.000 đồng đúng không nào? Nhưng mà ngày hôm nay khi mà mình chia sẻ trên 3 hội nhóm, mọi người tức là chia sẻ nhiều hơn, ở nhiều nơi hơn, cho nhiều người biết hơn đấy, 3 hội nhóm thì tức là cái lượt chia sẻ của mình tăng lên. Khi mà chạm mốc 500 thì chúng ta sẽ nhận được một voucher trị giá 1 triệu đồng mọi người nhá. Chứ mọi người ngoài chia sẻ đơn ở trong Facebook của mình ra thì hoàn toàn có thể chia sẻ thêm ở các hội nhóm khác mọi người nhá. 3 hội nhóm là rất là đủ rồi. Đây xem nào. Ôi, cảm ơn một bạn mang cái tên Hàn Quốc mà mình không biết đọc tên bạn thế nào, nên là mình cảm ơn bạn thôi vậy. Một bạn mang cái tên Hàn Quốc. Rồi. À, có bạn Selling Best hỏi là áo giá bao nhiêu và có mấy màu thì đây. Đây mọi người thấy không này? Có 4 màu trong bộ sưu tập tứ linh của Tiad là màu đâu? Đây xem nào. Có bốn biểu tượng và trên bốn chiếc áo này. Đây có 2 chiếc áo thì màu trắng, nhưng mà mọi người ơi, cái màu trắng mà có hình con rồng và màu trắng có hình con phụng nó tạo cái cảm giác khác hẳn nhau, mọi người thấy không? Đây này, cảm giác rất là quyền lực và mạnh mẽ nhưng mà rất là nữ tính. Còn chiếc áo này cảm giác nó mát mắt hơn. Cho nên là hai cùng là màu trắng cả nhưng mà tạo những cái hiệu ứng rất là khác nhau. Cho nên Mỹ Linh coi đây là hai bộ áo hoàn toàn khác nhau, không coi là cùng một màu. Còn hai cái màu tiếp theo của chúng ta là màu đỏ và màu đen, hai cái màu trung tính. Đây mọi người thấy không? Đây, cái màu đỏ và màu đen này. Đấy, họa tiết in ấn rất là nhẹ nhàng, mọi người thấy không? Những cái màu sắc này là chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng kết hợp với những thứ như là quần jean này, hay chân váy này và nhiều phụ kiện khác nữa mà cảm giác không bị rối mắt chút nào. Và với cái áo nam tức là size lớn thì chúng ta sẽ có giá là 349.000 đồng mọi người ơi. Mọi người nhớ là mình sẽ được mua với miễn phí ship. Và trong ngày hôm nay khi mình mua online mọi người nhé. Còn những chiếc áo này chưa hề được bán trên bất kỳ cửa hàng nào Couple Tix đâu. Còn với áo nữ thì giá của chúng ta sẽ là 320.000 đồng mọi người nhé. Đây.
Cảm ơn bạn Tạ Thủy. Đây, ok. Bạn Lê Vi có hỏi là quay xem sản phẩm kỹ hơn. Bây giờ đây là mọi người này, mọi người nhìn này. Vi nhìn áo Linh mặc này. Vi thấy có xinh không? Đấy. Linh là Linh lựa cái áo này đầu tiên, Linh thấy áo này rất là nữ tính. Đây là hình con phụng hoặc là con phượng. Đó. Còn nếu như mà Vi có thắc mắc về những cái họa tiết này thì Vi nhìn ở trên này, hoặc là Vi sẽ truy cập vào trang web couple.com Vi nhé. Ở trên đó thì ngoài việc có chiếc áo được in rất là rõ ràng màu sắc ra thì còn có hình ảnh mà mẫu mặc lên người. Mình Linh nghĩ rằng là khi mình nhìn mẫu mặc thì mình sẽ cảm giác là dễ hình dung đến lúc mà mình mặc hơn, phải không ạ? Đó. Rồi. Bây giờ... Ôi, bạn Lê Vi bảo là màu nào cũng đẹp hết, dù chị em bạn gì mặc chung cũng là ý kiến hay bạn ạ. Thế thì bạn Lê Vi cứ tag tên bạn bè của mình vào đấy nhá. Và đặc biệt là cái chiếc áo này chưa hề được bán tại bất kỳ cửa hàng của Couple Tech nào đâu. Mọi người ơi, chiếc áo này chỉ được bán online ngày hôm nay trong livestream này của chúng ta mà thôi. Các bạn nào muốn mua thì cứ comment số điện thoại này hoặc là địa chỉ của bạn, và các bạn tư vấn viên của Couple Tech sẽ liên hệ cũng như là hỗ trợ các bạn có thể mua hàng được nhá. Và để xem nào, hôm nay có nhiều quà quá. Thứ nhất ý, là trong mini game này, khi mà mình chơi mini game chiến thắng, mình nhận được chiếc áo này. Thì mọi người ơi, ở cái phần cuối chương trình, cái phần cuối cùng không ai được bỏ lỡ, đó chính là trao giải chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e này cho những bạn khách hàng đã mua hàng Couple Tech rồi và có mã dự thưởng rồi mọi người nhá. Cho nên bây giờ mình cứ tập trung xem livestream này, chơi mini game này, và hãy nán lại, kiên nhẫn đến những giây phút cuối cùng để tìm ra người may mắn nhất sở hữu chiếc điện thoại này mọi người nhá. Rồi, cảm ơn Lan Lê nhá. Mọi người chia sẻ đi, tại vì là được chia sẻ mà lên đến 500 thì sẽ có một voucher trị giá 1 triệu xuất hiện mọi người ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi trong mini game tiếp theo. Ở Việt Nam thì rồng đáp ở đâu? Ở Việt Nam thì rồng đáp ở đâu? Đây mọi người ơi, con rồng của chúng ta để Mỹ Linh mang lại cho mọi người xem một lần nữa. Đây, hình ảnh rồng được in ở trong chiếc áo trong bộ sưu tập Tiad đây. Trông rất là mát mắt phải không nào? Và mát mắt thế này mình cảm giác như là con rồng này sẽ xuất hiện ở một nơi mà có nhiều nước như là vùng biển này đúng không nào? Đấy, mình bật mí rồi các bạn đoán đi nhá. Đó, đây là con rồng ở Việt Nam xuất hiện ở đâu đấy? Mọi người cùng nhau đoán đi. Và ngoài việc mà chúng ta like này, chia sẻ này và tag tên 5 người bạn của chúng ta này, chúng ta còn có thể là chia sẻ trên 3 hội nhóm nữa để tăng cái lượt mà chia sẻ lên. Vì cái lượt chia sẻ khi tăng lên 500 thì sẽ có một voucher trị giá 1 triệu đồng xuất hiện rồi mọi người nhá. Mọi người đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ. Đây. Wow, có rất rất là nhiều bạn đã trả lời chính xác rồi. Mọi người ơi, mọi người để ý này. Ngoài việc chúng ta trả lời đúng và tắt tên bạn bè ra thì mọi người có thể nhìn lên khung hình xem cái lượt chia sẻ không nào. Lượt chia sẻ lên đến 400 rồi mọi người ơi, còn 100 lượt chia sẻ nữa thôi thì chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng này sẽ xuất hiện mọi người ơi. Còn 100 lượt chia sẻ thôi mọi người nhá. Đây. Vâng, vì là đáp án này rất là đơn giản và có nhiều bạn đã trả lời chính xác rồi, cho nên là Mỹ Linh sẽ mang đến cho mọi người đáp án chính xác nhất luôn. Vâng, đó chính là Hạ Long. Và nếu như có một số bạn cẩn thận ghi rõ ràng là Vịnh Hạ Long thì rất cảm ơn các bạn đã tập trung chơi mini game cùng Mỹ Linh nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn tiếp theo mọi người ơi. Chỉ còn một vài vòng quay may mắn tặng áo nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với cả sản phẩm quà tặng là chiếc Samsung Galaxy S10e này. Mọi người đừng bỏ lỡ nhá, tập trung chơi game này. Đây, ở vòng quay may mắn tiếp theo thì trước khi đến vòng quay, Mỹ Linh sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc áo đây, sản phẩm chúng ta sắp được tặng đây, cũng nằm trong bộ sưu tập Tiad và những địa điểm nổi tiếng trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Đây, đây, chiếc áo Sài Gòn được trao tặng mất rồi. Bây giờ mình sẽ đếm chiếc áo nào nhỉ? Vâng, chiếc áo Hà Nội, không, cũng là quê hương của MC luôn. Đây, Hà Nội thủ đô cổ kính. Mọi người ơi, những hình vẽ này là in rất là sắc nét rõ ràng. Nếu các bạn muốn xem kỹ thì các bạn có thể là truy cập vào trang web couple.tx.com mọi người nhá. Đây. Còn nếu như mà Mỹ Linh cầm trên tay các bạn cũng nhìn thấy được này. Đây. Để em để cạnh màn hình luôn anh ơi cho mọi người nhìn thấy này. Đây, couple.tx.com thì mọi người thấy được hình ảnh rất là rõ ràng và có cả hình ảnh các bạn mặc lên người luôn, rất là xinh. Đấy. Còn trong livestream thì Mỹ Linh sẽ giới thiệu cho mọi người đây, mọi người thấy không? Chữ Hà Nội rất là xinh xắn này và những biểu tượng mang đậm dấu ấn của Hà Nội. Cứ rất là cổ kính người không? Tháp rùa này. Tháp rùa này rất là cổ kính này, rồi cột cờ này. Đó. Và đây anh ơi, anh zoom lên cho em cho mọi người nhìn thấy này. Với một số bạn trẻ ở Hà Nội thì
chắc là quá quen thuộc với hình ảnh này rồi. Đó là các cụ già đang ngồi đọc báo như tập thể dục ở bờ hồ. Nhưng với một số bạn trẻ ở Sài Gòn, Mỹ Linh nghĩ là các bạn lại cảm thấy rất là lạ lẫm phải không nào? Đây các bạn thấy không? Nếu ở Sài Gòn rất là nhộn nhịp này, ở chiếc áo Sài Gòn thì chúng ta là có hình ảnh những người trẻ tuổi này chở nhau đi chơi, thì ở Hà Nội trông có chậm rãi và cổ điển không nào? Đúng rồi, người thấy không? Em Mỹ Linh nghĩ rằng bạn nào mà có cái phong cách hơi trầm tính một chút này, hơi hoài cổ một chút này sẽ rất rất là yêu mến chiếc áo Hà Nội này. Và chiếc áo Hà Nội này Mỹ Linh nghĩ rằng cũng là một trong số những quà tặng mà rất là thích hợp, khiến cho chúng ta tặng cho những người con xa quê hương này, các bạn du học sinh này, hay là những người bạn đến từ nước ngoài của chúng ta. Đó, người thấy không? Mang đậm dấu ấn văn hóa của miền Bắc. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay vòng quay may mắn xem ai là người may mắn sẽ nhận được chiếc áo mang tên Hà Nội này nhé. Nào, mọi người ơi, sẵn sàng quay cùng Mỹ Linh chưa ạ? Xem ai sẽ là người may mắn nhận được chiếc áo này. Và Mỹ Linh cũng rất là tò mò, không biết bạn nào nhận được chiếc áo này đâu. Vì chiếc áo này mang cái tên quê hương của MC, của Mỹ Linh đây. Nào, 1, 2, 3, quay số. Cảm ơn bạn Dương Thùy Linh nhá. Cảm ơn bạn Lan Lê, cảm ơn vợ Tuấn. Đấy, Mỹ Linh thấy áo đẹp mà mình thấy mình mà cũng đẹp. Cảm ơn Nuna này. Vâng, và khách hàng may mắn tiếp theo của chúng ta là bạn Nguyễn Như Huy với mã số dự thưởng là 713335 và 4 số cuối số điện thoại là 8508. Xin chúc mừng Như Huy nhá. Vậy là Như Huy đã có một chiếc áo mang tên Hà Nội rất là cổ điển này và rất là đáng yêu phải không nào? Đây. Nếu mà Như Huy chưa online thì để các bạn bè của Như Huy tag Như Huy vào đi này và xem chiếc áo mà bạn đã nhận được ngày hôm nay đây. Có xinh không nào? Đó, với cái màu đen này thì Mỹ Linh thấy rằng là một màu trung tính và vô cùng dễ mặc luôn. Nam hay nữ đều mặc được hết và bất kỳ tuổi tác nào cũng mặc được, không hề kén màu da, không hề kén tuổi tác luôn. Rồi, chúc mừng Như Huy nhá. Các bạn ơi, chúng ta cùng chia sẻ đi. Chúng ta cùng chia sẻ đi vì còn một chút xíu nữa thôi. Còn một chút xíu nữa thôi là chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng này sẽ xuất hiện rồi. Vâng, cảm ơn Nhật Linh nhá. Mình cũng thấy áo đẹp lắm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mini game tiếp theo. Wow. Mọi người ơi, nếu như mà mấy hôm trước ý, mình chỉ có hỏi nhau bình thường thôi thì mình thấy có thấy hơi buồn buồn không nhở? Thì ngày hôm nay các anh chị của Couple Tech đã mang món quà chúng ta cẩn thận hơn. Không phải là MC đọc không lên, mà MC sẽ im lặng trong suốt câu hỏi. Đây, MC sẽ im lặng. MC sẽ im lặng. MC sẽ im lặng. Trong lúc MC im lặng thì sao ạ? Các bạn hãy tập trung xem nhá các bạn ơi. Với các bạn nào đang like, đang share thì tập trung một chút này. Tập trung một chút nhá. Chúng ta sẽ cùng theo dõi và lắng nghe một clip mọi người ơi. Đây. Chào Kiều Anh, chào Phước Võ, chào Sương Rồng. Các bạn ơi, bây giờ nha, Mỹ Linh không giới thiệu về áo nữa, Mỹ Linh cũng không đọc câu hỏi nữa, mà Mỹ Linh sẽ im lặng để tập trung xem một video clip. Và trong video clip này sẽ có câu hỏi dành cho các bạn. Các bạn nhớ, tập trung nghe này. Các anh chị Couple Tech đã rất là mất công sức để có thể làm cái clip này dành cho các bạn như là câu hỏi đấy nhá các bạn ơi. Các bạn tập trung này. Bạn nào đang share thì từ từ thôi. Chuẩn bị xem này. 3, 2, 1, clip đã xuất hiện này này. Nào, tập trung này, mọi người tập trung này. Ôi. Mọi người đang tập trung xem quá, mọi người đã xem hết clip chưa? Đó, clip này rất là dễ thương mọi người không nào? Và có rất rất là nhiều địa danh ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Bây giờ Mỹ Linh sẽ xin được đưa ra câu hỏi. Đó là 3 tỉnh thành nào xuất hiện trong video clip vừa rồi? 3 tỉnh thành vừa xuất hiện trong video clip vừa rồi mọi người ạ.
Đấy, những bạn nào mình tập trung vào livestream từ ban nãy thì mình sẽ bắt được những hình ảnh này rồi. Nhưng còn bạn nào mà chưa kịp thì bây giờ mình có thể xem lại nhé. Đây. Rồi. Bạn Hoài Nam Nguyễn ơi, bạn hỏi là số may mắn quay thưởng trong hóa đơn mua hàng là xem ở đây phải không? À không, ở đây thì là Mỹ Linh chỉ là hỗ trợ mọi người tìm ra người may mắn và trao giải thôi. Còn các bạn thì sẽ là truy cập vào trang web là coupletx.com và sau đó sẽ có một phần là mình tra mã dự thưởng. Mình chỉ cần nhập số điện thoại của mình vào thôi và mã dự thưởng các bạn sẽ hiện ra các bạn nhé. Đó. Có một bạn người Hàn Quốc hoặc là tên Hàn Quốc hỏi mình là dự án Sài Gòn Huế Đà Nẵng. Dự án Sài Gòn Huế Đà Nẵng à? Ở đây là mình đang hỏi về những địa danh bạn nhé. Có một bạn đậu bắp hỏi là chưa mua hàng ở CoupleTX có được chơi không? Thì mình xin được trả lời là khi bạn chưa mua hàng CoupleTX thì sẽ không có cơ hội nhận được mã và không được chơi vòng quay may mắn này, nhưng lại có cơ hội được chơi mini game cùng Mỹ Linh. Và ngoài ra thì nếu mà bạn có lượt chia sẻ càng nhiều thì khi mà lượt chia sẻ trong livestream này tăng lên 500 thì bạn hoàn toàn có khả năng trở thành khách hàng may mắn nhận được voucher trị giá 1 triệu đồng. Mọi người nhá. Để xem nào. Có nhiều bạn trả lời đúng nhưng mà chưa đủ. Rồi có nhiều bạn trả lời đúng nhưng chưa đủ. Linh thấy rồi, cảm ơn các bạn nhé. Đây, đây, đây. Các bạn ơi. Các bạn ơi, có nhiều bạn trả lời đúng nhưng chưa đủ. Mỹ Linh cảm thấy là hơi đáng tiếc một chút. Vì nếu như các bạn đã nhanh tay như thế rồi mà chưa chính xác là rất là tiếc. Thì bây giờ thì những bạn mà nhanh tay và trả lời đúng chắc là sẽ rất là thích khi mà được xem lại clip này và thấy rằng là à, mình đã chính xác rồi. Nào giờ chúng ta sẽ cùng đến với video clip này một lần nữa để mình có thể tua lại ký ức của mình xem mình đã trả lời đúng chưa nhá. Các bạn ơi, các bạn đã xem kỹ video clip này chưa? Hello, hello mọi người. Mọi người đã xem kỹ video clip này chưa ạ? Và đã kiểm điểm lại bản thân là mình nhầm chỗ nào chưa? Còn nhiều bạn mình thấy rằng là các bạn rất là vui mừng và mình trả lời đúng rồi đây này. Đúng rồi, có rất là nhiều bạn trả lời đúng mà. Đúng rồi đây này, Mỹ Linh thấy là có nhiều bạn trả lời đúng lắm rồi này. Có nhiều bạn trả lời đúng một nửa thôi. Cho nên là rất là tiếc này. Tiếc lắm vì câu trả lời này cũng không hề khó mà đúng không nào. Bạn Phước Võ ơi, bạn hỏi là bạn mới mua hàng chiều nay có được tham gia không? Thì mình xin được trả lời, bạn mới mua hàng chiều nay thì 12 giờ ngày mai bạn sẽ có mã dự thưởng. Và khi có mã dự thưởng rồi bạn sẽ được tham gia quay số may mắn nhá. Còn khi mà bạn chưa nhận được mã thì bây giờ bạn hãy nán lại đây và chơi mini game cùng Mỹ Linh và các bạn đang theo dõi livestream này. Rồi, có rất rất là nhiều đáp án chính xác rồi. Vâng, bây giờ Mỹ Linh sẽ đọc lên đáp án chính xác nhất của chúng ta. Ba tỉnh thành xuất hiện trong video clip vừa rồi đó là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Ba địa danh rất là quen thuộc này đã xuất hiện trong video clip. Và có nhiều bạn tinh mắt này, nhanh tay này đã comment rất là nhanh, rất là chính xác. Đây, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Các bạn ơi, các bạn tập trung này, Mỹ Linh muốn chia sẻ với các bạn một điều. Đó là lượt chia sẻ của chúng ta đã vượt trên 500 rồi mọi người ơi. Đã trên 500 nghĩa là sao ạ? Nghĩa là chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng này đã xuất hiện đây rồi. Nằm ở đây rồi mọi người ơi. Chỉ đợi xem ai là khách hàng may mắn mà được cầm chiếc voucher này mang về mà thôi mọi người ơi. Đó, các bạn thấy không? Khi mà chúng ta nhanh tay lẹ mắt và chia sẻ thì không hề khó khăn gì chúng ta nhận được một voucher trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu CoupleTX đâu nhá. Đó, các bạn ơi. Rồi. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ CoupleTX nhá. Còn bây giờ thì chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng này vẫn nằm yên ở đây để đợi người may mắn đến nhận. Còn chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay may mắn tiếp theo.
Để xem nào. Ở vòng quay may mắn tiếp theo chúng ta sẽ nhận được chiếc áo này. Đấy, chiếc áo này cũng giống chiếc áo Mỹ Linh đang mặc, mọi người thấy có xinh không? Đấy, chính là chiếc áo in hình phượng ở trên. Một chiếc áo với màu trắng trung tính rất là dễ mặc này, rất là dễ kết hợp này. Cái màu này, màu trắng này với cái họa tiết này có cảm giác là mềm mại và nữ tính không mọi người? Thế Mỹ Linh cảm thấy rằng là thực ra là nam hay nữ mặc thì đều đẹp, nhưng mà nữ thì mặc có vẻ hợp hơn. Đó, vì con phượng này là con phượng hay là con phụng này là thể hiện cho hình ảnh của người mẹ luôn luôn bảo vệ cho con của mình, cũng như là mang đến cái sự may mắn và ấm áp trong một gia đình. Hai, xem trong vòng quay may mắn này bạn khách hàng nào sẽ nhận được chiếc áo này đây mọi người ơi. Mọi người nhớ nhá, cách thức để mình có thể tham gia vòng quay may mắn này đó là mình mua hàng tại Couple TX với mỗi mã dự thưởng. Với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 sẽ nhận được một mã dự thưởng, và 600 nhận được 2 mã, 900 nhận được 3 mã mọi người nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tập trung vào đây mọi người ơi. Tập trung vào đây nào. Nào, xem ai là người sẽ nhận được chiếc áo đến từ thương hiệu Tiap này. 3, 2, 1. Ô, mọi người ơi, hình như là bị lỏng dây, để mình sẽ kiểm tra lại một chút. Màn hình đã quay trở lại rồi. Trời ơi, thoát cả team cứ tưởng là hôm nay không kịp được trao thưởng chiếc áo này cơ. Rồi, các bạn ơi, các bạn tập trung vào đây nhá. Các bạn tập trung vào nào. Không xem ai là người sẽ nhận được chiếc áo mang hình con phượng này nào. 3, 2, 1, quay số. Ôi, chiếc áo rất là xinh xắn của chúng ta. Một chiếc áo chưa hề được bán trên thị trường nhưng lại được tặng cho miễn phí cho các bạn khách hàng may mắn. Và nếu như chúng ta muốn mua chiếc áo này thì có thể mua hàng online này. Chúng ta phải cần ghi địa chỉ của mình hoặc số điện thoại của mình vào trong phần comment của livestream này. Sau đó thì các bạn nhân viên Couple TX sẽ giao hàng miễn phí cho chúng ta. Vâng, xin được chúc mừng bạn Vũ Thị Oanh với mã số dự thưởng là 717836 và 4 số cuối số điện thoại là 1592. Chúc mừng bạn Oanh nhá. Bạn đã là người chủ sở hữu của chiếc áo này. Mình nghĩ rằng là Oanh rất là ưng ý với chiếc áo này luôn. Đó, chiếc áo này vô cùng là nữ tính này và rất là nổi bật. Và đặc biệt bạn sẽ là những người, một trong số những người may mắn nhất được mặc cái sản phẩm đầu tiên. Được một trong số những người may mắn đầu tiên được mặc cái sản phẩm này. Một cái sản phẩm chưa hề được bày bán trên bất kỳ cửa hàng nào của Couple TX bạn nhá. Trời ơi, thích quá là mình cứ nói nhầm, nói nhịu hết cả rồi. Bạn ơi, nhìn này, xinh không nào? Nếu mà bạn của bạn Oanh có vào xem livestream này thì tag tên bạn vào đi nhá. Và chúng ta có thể chia sẻ để chúc mừng cho Oanh này. Rồi, có rất là nhiều bạn. Bạn Thùy Trương ơi, thay vì mình đánh dấu chấm để mình có thể nhận được thông tin thì mình có thể tag tên 5 người bạn của mình vào nhá. Tag tên 5 người bạn của mình vào để lát nữa sẽ chơi mini game cùng với cả MC. Còn đây... Rồi, Levi ơi, Levi đợi một chút nhá, biết đâu lại chuẩn bị đến tên bạn thì sao? Hoặc nếu không thì Levi có thể đợi để chơi mini game cùng Mỹ Linh này. Đây, mini game này. Mọi người ơi, và ở trong cái mini game này đơn giản lắm luôn này. Cái câu cuối cùng là đơn giản lắm luôn. Các bạn tập trung này, các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Các bạn ơi, các bạn này, các bạn nán lại một chút này. Chúng ta chuẩn bị đến với cả mini game với câu hỏi vô cùng đơn giản mọi người ơi. Bây giờ ngoài việc like này, share này, tắt tên 5 người bạn ra, chúng ta trả lời cái câu hỏi này này rất là nhanh chóng luôn, vì dễ lắm mọi người ạ. Đánh chỉ cần đánh số 3 lần là ra đáp án luôn mọi người ơi. Bởi vì là câu hỏi vô cùng là dễ luôn này. Ngày quốc tế thiếu nhi là ngày nào? Vâng mọi người, câu hỏi có dễ không ạ? Quá đơn giản là không nào. Bây giờ chúng ta chỉ còn xem ai là người nhanh tay nhất nào. Các bạn ơi, các bạn ơi, cảm ơn Kiều Anh nhá. Kiều Anh ơi, Kiều Anh trả lời câu hỏi MC đưa ra đi này, để tham gia chơi mini game này. Câu hỏi của chúng ta là ngày quốc tế thiếu nhi là ngày nào mọi người nhá. Vô cùng đơn giản mà, chúng ta hãy cùng trả lời này, xong rồi chia sẻ này, và tag tên 5 người bạn của mình vào nhá. Và khi mà cái lượt chia sẻ đã vượt trên 500, đồng nghĩa với việc cái voucher trị giá 1 triệu đồng đến từ Couple TX này đã nằm gọn trên tay Mỹ Linh đây. Chỉ đợi xem khách hàng nào may mắn được mang về nhà mà thôi mọi người nhá. Rồi, có nhiều bạn khách hàng trả lời chính xác lắm rồi mọi người ơi. Đúng rồi, các bạn trả lời chính xác lắm các bạn ơi. Rồi. Và mình thấy là có rất là nhiều bạn khách hàng rất là nhanh tay này. Mình vừa hỏi rất lời một cái thì các bạn đã trả lời đúng luôn ở dưới rồi này. Chứng tỏ là các bạn đã ngồi canh me đợi chờ livestream rất là lâu phải không nào? Rồi. Tại vì đáp án này đơn giản quá cho nên là Mỹ Linh sẽ trả lời luôn mọi người nhé. Không có đợi lâu thêm nữa. Đó là... Mọi người có nhớ câu hỏi không ạ?
Câu hỏi của chúng ta là ngày quốc tế thiếu nhi là ngày nào? Và đáp án là ngày mùng 1 tháng 6 mọi người nhá. Mùng 1 tháng 6 này. Trời ơi, vô cùng đơn giản này. À và mọi người ơi, vào từ ngày 31 tháng 5, tức là ngày mai này, cho đến ngày mùng 1 tháng 6 này, tất cả những sản phẩm kit này, sản phẩm thiếu nhi của Couple-tech đều giảm giá 20% mọi người nhá. Tất cả các sản phẩm luôn, trên mọi hệ thống luôn. Và nếu như mà bạn khách hàng nào có thắc mắc thì cứ comment ở đây thì Linh sẽ trả lời luôn này. Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 1 tháng 6, tức là từ ngày mai đến ngày mùng 1 tháng 6, thì khi mà mình đến cửa hàng Couple-tech mua bất kỳ cái sản phẩm dành cho thiếu nhi nào cũng đều được giảm giá 20%. Đó, đây cũng là một cái món quà tinh thần, và không chỉ tinh thần đúng không nào, mà các anh chị Couple-tech muốn dành tặng cho những khách hàng thiếu nhi của Couple-tech, những người luôn đồng hành và ủng hộ. Mình có mấy bạn Trang Nguyễn ơi, khi nào quay điện thoại à? Có phải Trang đang hỏi chiếc Samsung Galaxy S10 này không? Đây, Trang ơi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Còn một chút xíu nữa thôi. Trang đợi một chút nữa nhá, thì chúng ta sẽ quay vòng quay để tìm ra được chủ nhân của chiếc điện thoại này. Còn bây giờ sẽ là giây phút mà rất rất là nhiều bạn xem livestream muộn bị bất ngờ. Các bạn biết không? Đó chính là lượt chia sẻ của chúng ta đã trên 500 rồi. Và các bạn có nhớ không ạ? Khi lượt chia sẻ trên 500 đồng nghĩa với việc có một chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng đây, đã xuất hiện và dành cho một khách hàng may mắn nhất mọi người nhá. Xem nào. À các bạn ơi, có mấy bạn bảo là mạng mình bị chậm đấy. Các bạn ơi, nếu mà mạng chậm thì đây, thì đây là cơ hội dành cho các bạn đây. Với những bạn mạng chậm mà chưa kịp trả lời thì đây các bạn. Đây, với lượt chia sẻ trên 500 thì chúng ta có một chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng đây. Đâu sẽ là khách hàng may mắn? Đây. Bạn Tấn Trung ơi, bạn tag tên một người bạn của mình vào thì sao bạn không tag luôn thành 5 người đi, để lát nữa chơi mini game cùng mình luôn này. Đây. Chị Lan Lê ơi, cái chương trình này của mình là từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 cơ, cho nên là ngày mai mình ra cửa hàng mua vẫn có cơ hội này. Mình cứ ra mua đi nhá. Đây rồi. Có rất rất là nhiều bạn đang tò mò và đang thắc mắc. Rồi, bây giờ thì mini game của chúng ta đã hết câu hỏi rồi mọi người ơi. Hết câu hỏi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn. Và trước khi đến với vòng quay may mắn thì có, tại vì có rất là nhiều bạn rớt mạng này. Đợi Mỹ Linh một chút xíu này. Đây. Đây rồi, các bạn đợi một chút xíu này. Đây, 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 đây. Ôi, xin lỗi các bạn nhé, tại vì là mạng của Mỹ Linh cũng hơi chập chờn một chút này. Thì mình sẽ vào lại, tại vì có nhiều bạn vừa có đặt câu hỏi mình chưa kịp nói. Đây. Các bạn ơi, ở cái vòng quay may mắn cuối cùng mình sẽ nhận được chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e này nhá. Rồi. Có những bạn vào muộn đang hỏi về luật chơi của mini game. Thì Mỹ Linh xin được trả lời là ngày hôm nay mini game của chúng ta như bình thường là chỉ có từng này câu hỏi thôi. Và như bình thường thì chúng ta chỉ cần trả lời hết những câu hỏi này của MC là chúng ta đã hết quà tặng rồi. Thế nhưng mà trong cái livestream đặc biệt ngày hôm nay thì bởi vì sao? Bởi vì đầu chương trình Mỹ Linh có nói rằng này, khi mà lượt chia sẻ của chúng ta trên 500 thì sẽ có một chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng từ trên trời rơi xuống đó, và dành tặng cho khách hàng may mắn nhất khi tham gia mini game, đó là khách hàng trả lời đúng câu hỏi mà MC đưa ra này. Mọi người ơi, mọi người ơi, không phải là voucher 300 như mọi khi, không phải là chiếc áo thun, mà là một voucher trị giá 1 triệu đồng mọi người nhớ, đừng bỏ lỡ này. Tập trung vào đây đi nè mọi người này. Linh sẽ mở lại livestream này để tìm mọi người này. Các bạn ơi, voucher trị giá 1 triệu đồng nhá. Các bạn ơi, đây này. Đây. Câu hỏi của chúng ta là gì nào? Các bạn hãy tập trung lắng nghe này. Với những bạn xem livestream từ đầu và cứ cố gắng chia sẻ rất rất là nhiều. Nãy có một bạn Nuna hỏi này. À đấy, đúng rồi. Nuna ơi, chưa hết câu hỏi đâu nhá. Tại vì voucher 1 triệu đồng vẫn còn nằm trên tay Mỹ Linh đây cơ mà. Mình vừa thấy là bạn Hoàng Long Mai này, rồi bạn Nuna này, là hai bạn đã tham gia vào livestream này từ nãy đến giờ, rất là lâu rồi, từ đầu livestream rồi, và chia sẻ rất là nhiều rồi. Bạn có nói rằng là bạn đã chia sẻ ở rất là nhiều group rồi. Thì bây giờ hãy tập trung này. Mỹ Linh sẽ đưa ra một câu hỏi cuối cùng không nằm trong bộ câu hỏi này, mà bộ câu hỏi đặc biệt, đúng không nào? Câu hỏi đặc biệt, và chiếc voucher giá 1 triệu đồng này sẽ dành cho bạn khách hàng nào mà like này, chia sẻ và tag tên 5 người bạn của mình và trả lời nhanh nhất các bạn nhá. Đây các bạn ơi, các bạn ơi.
Nào, bạn Tấn Trung này, chuẩn bị này. Bạn vợ Tuấn cũng chuẩn bị này các bạn ơi. Chuẩn bị này. Chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng này sẽ thuộc về ai? Trả lời đúng câu hỏi. Con vật nào đứng đầu trong tứ linh hả mọi người? Đó, ai mà xem từ đầu livestream sẽ biết đấy nhá. Con vật nào đứng đầu trong tứ linh này? Đấy, con linh vật nha mọi người nhá. Linh vật này, linh vật nào đứng đầu trong bộ tứ linh này mọi người nhá. Đó, tứ linh này tượng trưng cho bốn chòm sao ở trên phương Đông, bốn chòm sao ở bốn phương của phương Đông. Nhưng mà chúng ta có nhiều bạn bị nhầm lẫn đếm ngược này, bị lẫn lộn này. Trong cái những cái giây phút đầu tiên thì khi mà giới thiệu sản phẩm thì MC cũng đã nói rằng là con vật linh vật nào đứng đầu tiên phải không nào? Bạn nào tập trung xem thì sẽ trả lời đúng đấy các bạn nhá. Trời ơi, có nhiều bạn là ngoài câu trả lời ra còn chấm than mấy lần là khẳng định là mình đúng cơ này. Và mình chúc bạn Nguyễn Ánh Nguyệt may mắn nhá. Ánh Nguyệt ơi, Ánh Nguyệt chia sẻ đi này. Và tắt tên bạn của mình vào nữa này. Mọi người ơi, khi chúng ta làm đúng cú pháp này, like này, chia sẻ trạng thái công khai này, tắt tên 5 người bạn của mình, sau đó trả lời đúng câu hỏi này, thì chiếc voucher trị giá 1 triệu đồng này sẽ thuộc với bạn nhá. Và bởi vì chiếc voucher này cũng rất là giá trị, cho nên là chúng ta sẽ tìm thật là kỹ, kiểm tra thật là kỹ xem ai là người nhanh nhất và đúng nhất. Và sau đó vào 12 giờ trưa ngày mai thì tên của người may mắn nhất đó sẽ được công khai ở trên fanpage của Couple TX mọi người nhé. Voucher trị giá 1 triệu đồng đây này, không phải là voucher 300 ngàn đồng như mọi khi, không phải là một chiếc áo thun hay là không phải một bất kỳ một sản phẩm nào của Couple TX, mà là một voucher trị giá 1 triệu đồng, là mình có thể đến cửa hàng mình thích chọn cái sản phẩm gì, mình thích mua gì thì mua mọi người nhé. Ôi, có nhiều bạn trả lời đúng mà cũng có nhiều bạn trả lời sai. Để mình xem nào. Có nhiều bạn trả lời lắm rồi này. Mọi người ơi, voucher trị giá 1 triệu đồng mọi người nhá. Và kế đến sau cái voucher trị giá 1 triệu đồng này lại còn là một sản phẩm lớn hơn nữa cơ mọi người ơi. Đây, chính là một sản phẩm dành cho tất cả những bạn khách hàng đã mua hàng tại Couple TX rồi và có mã dự thưởng rồi mọi người nhá. Nếu bạn nào có mã dự thưởng rồi thì hãy tập trung lại đây và chuẩn bị chơi vòng quay may mắn với Mỹ Linh này. Còn bạn nào mà có người thân hoặc người quen hay mua hàng tại Couple TX thì hãy tag tên bạn bè của mình vào đi và chia sẻ mọi người biết đi nhá. Đây này, biết đâu là tên của những người thân của chúng ta lại chuẩn bị xuất hiện với cái sản phẩm này. Đây, ở vòng quay may mắn cuối cùng trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có chiếc Samsung Galaxy S10e mọi người nhá. Hãy đừng bỏ lỡ cái vòng quay may mắn dành cho bạn khách hàng nào mà đã mua hàng tại Couple TX rồi và có mã dự thưởng rồi. Rồi, còn bây giờ các bạn ơi, đây 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 các bạn ơi, có nhiều bạn trả lời đúng rồi các bạn ơi, cảm ơn bạn nhá. Đúng rồi, các bạn trả lời đúng rồi, chính xác lắm. Và bây giờ thì Mỹ Linh xin được trả lời đáp án của câu hỏi dành cho cái voucher trị giá 1 triệu đồng này của chúng ta, đó là con rồng, hay là bạn nào trả lời là long thì vẫn chính xác. Đó, trong tứ linh này linh vật nào đứng đầu? Vâng, long, lân, quy, phụ. Vâng, và long cũng chính là con rồng, đây sẽ là nhân vật đứng đầu mọi người nhá. Đó, thế là bạn nào trả lời là rồng thì cũng chính xác mà long thì cũng chính xác. Rồi, bây giờ thì cái voucher trị giá 1 triệu đồng này là đã có chủ nhân rồi mọi người nhớ. Các bạn nào vào muộn là hơi bị tiếc này. Cho nên là ngày mai chúng ta sẽ vào livestream sớm hơn và theo dõi ngay từ đầu chương trình mọi người nhớ, để không bỏ lỡ những sản phẩm như thế này. Ê ơi, làm sao mà có thể là 1 triệu từ trên trời rơi xuống như thế không nào? Mà mình chỉ cần ngồi đợi này, ngồi xem, ngồi lắng nghe và theo dõi đúng luật chơi này, like này, chia sẻ này, tag tên 5 người bạn của mình vào, tôi trả lời đúng những cái câu hỏi rất là đơn giản như thế này và hoàn toàn có thể nhận được một cái voucher trị giá 1 triệu đồng này mọi người này. Rồi bây giờ thì voucher này đã có chủ nhân rồi, Mỹ Linh sẽ đặt nó xuống. Và chủ nhân của chiếc voucher này sẽ được xướng tên trên fanpage của Couple TX vào 12 giờ trưa ngày mai mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào 12 giờ trưa ngày mai với chiếc voucher này nhá. Còn đó là mini game thôi mọi người ơi. Đó, có nhiều bạn là đang buồn quá, mình mua hàng Couple TX rồi nhưng mà chưa trả lời đúng. Thì các bạn ơi, các bạn quên à, đây là mini game mọi người ơi. Đây là những mini game nhỏ mà mình chưa mua hàng tại Couple TX, mình được tham gia chơi. Nhưng mà những ai đã mua hàng tại Couple TX rồi thì mọi người hãy nhìn đây, món quà của chúng ta ngày hôm nay đây. Và những bạn khách hàng đã mua hàng tại Couple TX rồi với những đơn hàng trị giá 300 ngàn đồng, nhận được một mã dự thưởng, 600 ngàn đồng nhận được 2 mã và 900 ngàn nhận được 3 mã. Thì như hôm vừa rồi là ngày 27 vừa rồi, chị Trịnh Thị Ngân Hà đã trúng một chiếc điện thoại Samsung rồi. Và ngày hôm nay đây, vòng quay cuối cùng của chúng ta dành cho những khách hàng thân yêu và luôn ủng hộ Couple TX và cũng là những người kiên trì nhân lại nhất đợi vòng quay cuối cùng đây mọi người ơi. Đây, ai sẽ là người nhận được chiếc điện thoại này đây? Các bạn thấy không nào? Samsung Galaxy S10e mọi người ơi. Đây. Thôi mọi người hãy cùng đi đến vòng quay may mắn với Mỹ Linh nào. Các bạn ơi, rồi cảm ơn các bạn.
Các bạn Percy Ngô bảo là MC ơi tôi hồi hộp quá. Percy đã mua hàng tại Couple TX chưa mà hồi hộp thế? Khi mà bạn mua hàng Couple TX rồi thì sẽ có mã dự thưởng nhá. Và những bạn đã mua hàng rồi chắc là bây giờ hồi hộp lắm đây này. Mỹ Linh cầm trên tay một chiếc điện thoại giá trị và nặng tay như thế này còn hồi hộp hơn các bạn rất là nhiều này. Trời ơi, hồi hộp quá, hồi hộp quá. Xem nào, các bạn có muốn ngắm kỹ hơn chiếc điện thoại này không? Rồi, ngắm kỹ hơn đi nhá, ngắm kỹ hơn đây này. Mình cũng thấy bồi hồi quá các bạn ạ. Trời ơi, cai sĩ của Couple TX còn đang đứng ở ngoài và hồi hộp theo và còn không thể ngồi yên được, đi lại rất là nhiều này mọi người này. Rồi, bây giờ mọi người sẽ cùng quay với Mỹ Linh chưa? Mọi người ơi, hồi hộp quá trời ơi, không đứng yên được rồi đây này. Đây, chiếc điện thoại rất là nặng tay này sẽ Mỹ Linh sẽ không được cầm trên tay nữa. Bởi vì là chúng ta chuẩn bị tìm ra chủ nhân đích thực rồi. Chủ nhân nào có mã số dự thưởng và ứng với chiếc điện thoại này đây mọi người ơi. Mọi người ơi, xem nào. À, có bạn An Đỗ còn bảo là thôi mong mình đừng trúng để trúng XS Max à? Đúng rồi, iPhone XS Max sẽ được trao giải vào ngày 3 tháng 6 mọi người nhé, đừng quên nhé. Còn ngày hôm nay 30 tháng 5 sẽ là chiếc Samsung Galaxy S10e. Nào, 3, 2, 1 các bạn ơi. Ôi, giây phút hồi hộp của chúng ta đang trôi qua rất là nhanh, rất là nhanh. Xem ai sẽ là chủ nhân của chiếc điện thoại này mọi người ơi. Đâu nào các bạn khách hàng của chúng ta. Rồi, bạn Tu Bích Trần bảo là của em à. Rồi, biết đâu vậy là của Tu Bích Trần thì sao nhở. Rồi, bạn Hoàng Tiến Vinh bảo là mong được trúng. Bạn đợi một chút nữa nhá. À, bạn I Love EY bảo là gọi tên em đi. Rồi, I Love EY gọi tên tận 3 lần luôn này. I Love EY ơi, bạn đã mua hàng tại Couple TX chưa? Bạn có muốn tham gia quay số may mắn không nào? Rồi, bây giờ chúng ta đã tìm ra được khách hàng may mắn nhất trong ngày hôm nay mọi người ơi. Chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e này đã xuất hiện rồi mọi người ơi. Mọi người tập trung lắng nghe này. Biết đâu là bạn bè của chúng ta, chị em của chúng ta, người thân của chúng ta và thậm chí là chính mình thì sao mọi người nào. Tất cả những khách hàng mà mua sắm nhiều tại Couple TX này hay thậm chí là chỉ mua một sản phẩm thôi nhưng mà lại có mã dự thưởng cực kỳ may mắn này. Tập trung vào màn hình này mọi người ơi này. Cùng lắng nghe cái tên của người may mắn nhất ngày hôm nay nhá. Đây, chủ nhân của chiếc điện thoại này đây. Bạn Nguyễn Thị Thanh Thủy với mã số dự thưởng là 718409 và bốn số cuối số điện thoại là 2191. Vâng, xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thanh Thủy. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có online không nào? Thanh Thủy ơi, bạn có online không? Ôi, vậy là đợt tới này thì bạn nữ mà có số bốn số cuối số điện thoại là 2191 này sẽ là người bóc chiếc điện thoại này ra và thay sim vào đây mọi người ơi. Chúng ta có muốn là mình thay sim vào chiếc iPhone XS Max vào ngày 3 tháng 6 không nào? Chúng ta hãy ngay lập tức vào mua hàng tại Couple TX và nhận mã dự thưởng và chơi game cùng Mỹ Linh đi nhá. Đừng bỏ lỡ cái dịp này bởi vì là đây là nhân dịp mà 10 năm Couple TX xuất hiện tại thị trường Việt Nam mọi người ơi. 10 năm mới có một lần thôi chứ chúng ta đừng bỏ lỡ. Cái chuỗi ngày mà chạy cái mã số may mắn này là từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 thôi. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đã kết thúc rồi. Và ngày hôm nay chiếc điện thoại thứ 2 trong 3 sản phẩm điện thoại giá trị nhất của Couple TX trao tặng đã có chủ rồi mọi người ơi. Vâng, bạn Nguyễn Thị Thanh Thủy. Bạn Thanh Thủy ơi, bạn có online không ạ? Và nếu mà bạn bè của Thanh Thủy có ở đây thì tát tên bạn vào nhé. Ôi, có nhiều bạn đang comment. Bạn Thủy ơi, bạn Thủy ơi, có nhiều bạn vào nhận họ hàng với Thanh Thủy quá. Các bạn ơi, Mỹ Linh cũng hồi hộp muốn biết mặt bạn Thanh Thủy quá. Chúng ta đừng bỏ lỡ ngày mai nhé. Và ngày mai này, đây, chiếc điện thoại này đặt lên đây cho mọi người ngắm này. Chúng ta đừng ngắm nốt hôm nay thôi vì ngày mai Mỹ Linh sẽ là người chính tay trao món quà này cho bạn Thanh Thủy. Đó, mọi người ngắm kỹ đi này. Chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e được trao vào ngày 30 tháng 5. Rồi, đây, mình sẽ cất đi. Còn đây sẽ là sản phẩm dành cho ngày mùng 3 tháng 6 mọi người nhé, mọi người đừng bỏ lỡ nhé. Và còn rất rất là nhiều sản phẩm ấn tượng sẽ được trao vào ngày mai, ngày 31 tháng 5 nữa. Các bạn đừng bỏ lỡ bất kỳ livestream nào đến từ Couple TX nhé. Vì đây là sự kiện mà kỷ niệm 10 năm ngày thành lập của Couple TX. Cho nên sẽ có rất rất là nhiều sản phẩm 10 năm mới có một lần. Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10e này và đón chào và sẽ đón nhận những cái livestream ngày mai để Mỹ Linh trao tặng chiếc điện thoại này cho bạn Thanh Thủy nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt chiếc điện thoại này đi nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong livestream ngày mai nhé.